Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 91. Hắn trầm mặc, mà lúc này, tiếng bước chân phía sau hắn ngày càng đến gần. Diệp Huyên xoay người, hắn lấy đá nguyệt quang ra, chẳng mấy chốc, ánh sáng đã lan tỏa bốn phía, mà lúc này trước mặt hắn không xa có một cô gái đang đứng, cô gái vóc người cao gầy, mặc một bộ váy màu đen ôm sát tôn dáng. Mái tóc được nàng ta tùy ý xóa ở đầu vai, trông hơi rối nhưng không hề ảnh hưởng đến dung nhan tuyệt thế của nàng. Đẹp. Cô gái trước mắt này là người phụ nữ có vóc dáng và dung nhan đẹp nhất hắn từng gặp từ trước đến giờ. Vẻ đẹp của nàng ta tự như tác phẩm kiệt xuất nhất của trời xanh, không ai có thể bắt bẻ được. Mà ở đuôi mắt nàng còn có một nốt ruồi nhỏ, trông càng thêm chút tà mị. Ác ma. Cảm giác đầu tiên của Diệp Huyên chính là chắc chắn đối phương không phải thần linh, mà hẳn là ác ma từ thời cổ đại. Cô gái quan sát Diệp Huyên rồi cười hỏi, nhân loại. Diệp Huyên gật đầu, là nhân loại, tiền bối là ác ma. Cô gái gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên hỏi, xưng hô như thế nào? Nhạn. Diệp Huyên ngây người, một chữ. Ác ma nhạn, ác ma nhạn. Diệp Huyên do dự một lát rồi nói. Vậy chúng ta là người một phe rồi. Một phe. Diệp Huyên gật đầu, sau đó nói, tiền bối, thật ra ta đã từng nhận truyền thừa của lão tổ ác ma các người. Truyền thừa của lão tổ ác ma. Diệp Huyên gật đầu rồi nghiêm túc nói, ta đã từng gặp lão tổ của các người, người ta vừa gặp đã thấy ta có thiên phú dị bẩm, là yêu nghiệt tuyệt thế trăm vạn năm khó gặp, vì thế cứ nhất quyết đòi thu nhận ta làm đồ đệ. Nói thật, ban đầu ta đã từ chối rồi. Nhưng người cứ chấp nhất thu ta làm đệ tử cho bằng được, ta mà không đồng ý thì người không cho ta đi, bất đắc dĩ ta cũng chỉ có thể đành lòng đáp ứng. Nói xong, hắn nhìn cô gái nọ, vì thế, nói đúng ra thì chúng ta cùng một phe đấy. Cô gái nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên lại hỏi, tiền bối không tin ta sao? Cô gái gật đầu, không tin. Thẳng thắn ghê. Diệp Huyên cười nói, ta biết tiền bối sẽ không tin. Nhưng ta có chứng cứ. Nói xong, hắn liền triệu hồi cánh ác ma xuất hiện sau lưng mình. Lúc cánh ác ma xuất hiện, ác ma nhạn liếc nhìn vào nó một cái, rồi không nói gì cả. Diệp Huyên nhìn ác ma nhạn, cười nói, bây giờ tiền bối tin rồi chứ. Ác ma nhạn nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi là truyền nhân của lão tổ ác ma. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Thật 100%. Ác ma nhạn đột nhiên xòe tay ra. Đôi cánh sau lưng Diệp Huyên rung lên, một khắc sau, cánh ác ma bỗng tách ra khỏi người Diệp Huyên rồi vững vàng bay đến trên tay ác ma nhạn, cuối cùng còn rung lên dữ dội. Diệp Huyên nhìn ác ma nhạn với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, cái này. Ác ma nhạn nhìn về phía Diệp Huyên, ta vẫn không tin. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta có thể thề, ta quả thật là truyền nhân của. Ác ma nhạn đột nhiên nói, ta chính là lão tổ ác ma. Diệp Huyên. Ác ma nhạn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai Diệp Huyên, ngươi thể đi, ta nghe đây. Nếu ngươi không thể thì ta đây khinh thường ngươi. Diệp Huyên. Chấm chấm chấm. Lão tổ ác ma. Phải nói rằng lúc này Diệp Huyên hơi xấu hổ, hắn không ngờ người phụ nữ trước mặt này chính là lão tổ ác ma trong truyền thuyết. Có trùng hợp quá không? Hắn vừa vào một cái giếng cạn đã quen được lão tổ ác ma trong truyền thuyết. Lúc này... Lão tổ ác ma chợt lên tiếng, sao không thể nữa? Diệp Huyên cười ngượng ngùng, tiền bối thực sự là lão tổ ác ma. Ác ma nhạn nhìn Diệp Huyên, không tin. Diệp Huyên vội vàng đáp tin, đương nhiên tin, chỉ là tiền bối, sao người lại ở đây? Ác ma nhạn hờ hững trả lời, ngủ. Ngủ. Diệp Huyên chớp mắt, tiền bối ngủ ở đây. Ác ma nhạn hỏi, không được sao? Diệp Huyên cười, được, tất nhiên là được. Hắn đương nhiên không tin, ngủ ở đây, ngủ cái đầu cô, rõ ràng ác ma nhạn đang bị nhốt ở đây. Nhưng ai đã nhốt nàng ta ở đây? Lúc này ác ma nhạn đột nhiên đưa cánh ác ma cho Diệp Huyên, cái này cho ngươi. Diệp Huyên chần chừ một lát rồi bảo, đây là đồ của tiền bối. Nếu đã gặp được tiền bối thì nên để vật về với chủ nhân của nó. Ác ma nhạn lắc đầu, ta không cần nữa. Diệp Huyên còn muốn nói gì đó. Ác ma nhạn đã cười, nhân loại, ta hỏi ngươi một câu. Diệp Huyên gật đầu, mời tiền bối nói. Ác ma nhạn cười, trên người ngươi có một cây bút phải không? Bút thiên đạo. Nghe vậy,
Trong lòng Diệp Huyên khẽ run, đối phương chắc chắn đã phát hiện bút thiên đạo. Ác ma nhạn mỉm cười, đừng căng thẳng, ta chỉ tò mò nên mới hỏi thôi. Thì ra bút thiên đạo thực sự nằm trong tay ngươi. Ta hơi thắc mắc, theo ta được biết, thiên đạo đã ngủ say trong dòng sông dài của lịch sử, tại sao ngươi lại có bút của nàng ta? Hừ, đừng nói ngươi là truyền nhân của nàng ta đấy. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức biến sắc. Mặc dù ác ma nhạn đang cười, nhưng hắn lại cảm nhận được hơi lạnh. Lúc này hắn sực nhớ ra tiểu đạo đã từng nói với hắn, ác ma tộc và thần linh tộc đều bị thiên đạo gài bẫy. Chẳng lẽ ác ma nhạn bị thiên đạo nhốt ở đây? Nghĩ tới đây, Diệp Huyên cười, tiền bối, sao ta có thể là truyền nhân của thiên đạo? Người nhìn này, ta cũng đâu phải yêu nghiệt trời xanh đâu. Ác ma nhạn nhìn Diệp Huyên, gật đầu, người đúng thật không phải yêu nghiệt gì cả. Nhưng trên người ngươi có bút thiên đạo. Diệp Huyên hỏi, tiền bối có biết tiểu đạo không? Tiểu đạo. Ác ma nhạn nheo mắt lại, là người phụ nữ kia. Diệp Huyên thầm thở phào, thì ra ác ma nhạn biết. Bây giờ coi như hắn đã hiểu. Người bình thường hoàn toàn không biết tiểu đạo, chỉ có các cao thủ hàng đầu và người thời xa xưa mới biết tiểu đạo. Ác ma nhạn nhẹ giọng, là nàng ta đưa cho ngươi. Diệp Huyên gật đầu. Ác ma nhạn khẽ gật đầu, thì ra là thế. Diệp Huyên hỏi, tiền bối có biết nàng ta không? Ác ma nhạn lắc đầu, không biết, nhưng ta từng nghe nói về nàng ta. Diệp Huyên trầm giọng, rốt cuộc nàng ta là ai? Thật ra, tuy hắn đã quen tiểu đạo được một thời gian dài, nhưng hắn vẫn luôn rất tò mò về thân phận thực sự của tiểu đạo. Rốt cuộc người phụ nữ này là ai? Nhiều khi hắn cũng nghi ngờ người phụ nữ này chính là thiên đạo chí cao. Nhưng rõ ràng không phải. Ác ma nhạn cười bảo, người cũng không biết thì làm sao ta biết. Diệp Huyên im lặng. Ác ma nhạn bỗng nhiên nói, ta cũng hơi bất ngờ, không ngờ nàng ta lại đưa bút thiên đạo cho ngươi. Thứ này là thần vật có tác dụng rất lớn. Diệp Huyên hỏi, tác dụng lớn gì? Ác ma nhạn chớp mắt, chẳng hạn như mở phong ấn. Diệp Huyên nhìn ác ma nhạn, không trả lời. Ác ma nhạn nhìn Diệp Huyên, cười tủm tỉm, ngươi sẽ giúp ta, đúng không? Diệp Huyên lập tức gật đầu, đúng vậy, việc nghĩa không thể chối từ. Ác ma nhạn nghiêm túc nói, ta không uy hiếp ngươi đâu. Nếu ngươi không muốn giúp, ngươi có thể từ chối, thật đấy, ác ma chúng ta đều là người nói lý. Diệp Huyên sầm mặt lại, nói lý, không uy hiếp, ta tin người mới là lạ. Diệp Huyên do dự, sau đó hỏi, tiền bối, ta nên giúp người như thế nào? Ác ma nhạn nháy mắt, ngươi thật sự bằng lòng giúp ta ư? Diệp Huyên gật đầu, bằng lòng. Ác ma nhạn nói, là do ngươi tự nguyện, còn chủ động nữa, ta không nợ ân tình của ngươi đâu đấy. Nghe vậy, Diệp Huyên nheo mắt lại, mẹ nó, sao người phụ nữ này có thể như vậy? Diệp Huyên muốn chạy trốn, nhưng hắn không chắc chắn. Không chắc chắn chút nào. Thực lực của người phụ nữ này sâu không lường được, dù hắn có dùng lồng thiên địa mà tiểu đạo cho hắn, hắn cũng không chắc chắn. Lúc này, ác ma nhạn bỗng lên tiếng, người muốn chạy trốn phải không? Diệp Huyên nhìn ác ma nhạn, nàng ta cười bảo, người không cần trốn. Nếu ngươi muốn đi thì bây giờ có thể đi, ta chắc chắn sẽ không cản ngươi. Chẳng qua mặt đất ở đây rất trơn, lúc trốn ngươi phải cẩn thận, nếu không dễ bị ngã chết lắm. Ngã chết? Diệp Huyên nheo mắt, người phụ nữ này. Ác ma nhạn nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Trên mặt nàng ta vẫn giữ nụ cười rạng rỡ mang lại cho người ta cảm giác rất thoải mái. Nhưng lúc này Diệp Huyên chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Diệp Huyên lưỡng lự, sau đó nói, tiền bối, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Ta có hai yêu cầu nhỏ, không khó khăn gì với tiền bối cả. Thứ nhất, ta cần vài giọt máu của tiền bối, máu có thể cường hóa cánh ác ma. Thứ hai, ta muốn tiền bối nói cho ta biết đá ác linh ở đâu. Chỉ hai việc nhỏ này thôi. Có được không? Ác ma nhạn gật đầu, được. Diệp Huyên khẽ gật đầu, tiền bối, ta nên giúp người như thế nào? Ác ma nhạn cười, lấy cây bút kia ra là được. Diệp Huyên xòe tay ra, bút thiên đạo xuất hiện trên tay hắn, hắn nhìn bút thiên đạo, sau đó hỏi, tiền bối, bây giờ phải làm sao? Ác ma nhạn trả lời, người thôi thúc bút này, sau đó nói một tiếng, giải, là được. Diệp Huyên chần chừ một lát rồi gật đầu. Huyền khí của hắn tràn vào trong bút thiên đạo,
ngay sau đó bút thiên đạo chấn động kịch liệt. Một lát sau, Diệp Huyên cầm bút điểm nhẹ, dài. Oanh! Cả động phủ đột nhiên chấn động dữ dội, Diệp Huyên nhanh chóng phát hiện xung quanh như có thứ gì đó lướt nhanh qua. Diệp Huyên nhìn về phía ác ma nhạn, nàng ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, không gian bốn phía rung chuyển theo từng đợt. Khoảng 15 phút sau, ác ma nhạn mở mắt ra nhìn Diệp Huyên, thành công. Diệp Huyên chần chừ hỏi, với thực lực của tiền bối, muốn phá phong ấn này hẳn là một chuyện vô cùng đơn giản, tại sao? Ác ma nhạn cười, ta có thể phá, nhưng không thể phá. Diệp Huyên hỏi, tại sao? Ác ma nhạn đáp, không nói cho ngươi biết. Diệp Huyên. Lúc này ác ma nhạn xòe lòng bàn tay ra, cánh ác ma xuất hiện trên tay nàng ta. Hai tay nàng ta cầm đôi cánh, một sức mạnh bí ẩn từ trong lòng hai bàn tay thẩm thấu vào cánh ác ma. Sau khoảng 15 phút đồng hồ, cánh ác ma đột nhiên rung lên, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của Diệp Huyên, cánh ác ma trở nên càng lúc càng lớn, không chỉ vậy, nó còn mọc ra thêm một đôi cánh nữa. Bốn cánh. Diệp Huyên kinh ngạc nhìn ác ma nhạn, cái này. Ác ma nhạn cười, bốn cánh tượng trưng cho việc ngươi được tính là ác ma cao cấp. Ác ma cao cấp. Diệp Huyên hỏi, nhiều nhất có bao nhiêu cánh? Ác ma nhạn trả lời, 12 cánh. 12. Diệp Huyên ngẩn ra, ta mới bốn cánh thôi ư. Ác ma nhạn nhìn Diệp Huyên, bốn cánh của ngươi là cánh ác ma của ta, có thể tương đương với 8 cánh ác ma bình thường, được tính là ác ma cao cấp. Diệp Huyên do dự rồi hỏi, người có thể thăng cấp cho ta thêm không? Ác ma nhạn chớp mắt, có thể. Nhưng ngươi phải đưa tháp nhỏ trong cơ thể ngươi cho ta, chúng ta trao đổi với nhau. Tháp nhỏ. Diệp Huyên biến sắc, người phụ nữ này biết sự tồn tại của tháp giới ngục. Ác ma nhạn cười, không muốn à? Diệp Huyên bảo, tiền bối nói đùa. Ác ma nhạn gật đầu, vậy chúng ta đi thôi. Chúng ta. Diệp Huyên nháy mắt, tiền bối, chúng ta không đi chung đường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ác ma nhạn nói, không phải ngươi muốn tìm đá ác linh sao? Ta dẫn người đi. Diệp Huyên hơi do dự. Hắn không tin người phụ nữ này cho lắm, nàng ta chẳng khác nào ác ma, không đúng, nàng ta chính là ác ma. Ác ma nhạn cười bảo, nếu ngươi không muốn thì không thể tính là ta không giữ lời. Diệp Huyên sầm mặt lại, người phụ nữ này thật xảo trá. Ác ma nhạn đột nhiên hỏi, có đi không? Diệp Huyên suy nghĩ rồi gật đầu, đi. Ác ma nhạn cười, vậy thì đi thôi. Nói xong, tay phải nàng ta nắm lấy vai Diệp Huyên, ngay sau đó hai người xuất hiện trên mặt đất. Ác ma nhạn nhìn xung quanh, khóe miệng hơi nhếch lên, ta lại trở về. Diệp Huyên chần chừ, sau đó hỏi, tiếp theo tiền bối có dự định gì không? Ác ma nhạn nhìn Diệp Huyên, người đoán xem. Diệp Huyên lắc đầu, ta không đoán. Hắn tạm dừng, sau đó lại hỏi, tiền bối, người có biết người hộ đạo không? Ác ma nhạn cười hỏi, là tay sai của thiên đạo. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Ác ma nhạn lắc đầu, chỉ là một kẻ đáng thương thôi. Diệp Huyên nhíu mày, kẻ đáng thương. Ác ma nhạn nói tiếp, vị thiên đạo chí cao này của chúng ta không phải lợi hại bình thường đâu. Sau này nếu ngươi có gặp nàng ta, ngươi phải cực kỳ cẩn thận, nếu không ngươi sẽ bị nàng ta lừa không còn sợi lông đấy. Lừa. Diệp Huyên hỏi, lừa giỏi lắm sao? Ác ma nhạn nhìn Diệp Huyên, không nhìn thấy kết cục của chúng ta sao? Diệp Huyên hỏi, ngươi có báo thù không? Ác ma nhạn lắc đầu, không, bởi vì vốn dĩ là do chúng ta tự gây ra, do chúng ta tính kế người ta trước, chỉ là không ngờ bị người ta tính kế ngược lại. Đúng là tự tạo nghiệt. Diệp Huyên hỏi, lúc nãy tiền bối nói vị thiên đạo kia đã ngủ say. Ác ma nhạn cười, ai mà biết, có lẽ nàng ta chỉ đang lừa người khác. Diệp Huyên im lặng, thiên đạo, phải nhớ cho kỹ. Một lát sau, ác ma nhạn dẫn Diệp Huyên đi tới một tòa thành khổng lồ, phía trước tòa thành có một pho tượng một người đàn ông rất cao, tay trái người đàn ông cầm một thanh đoản kiếm, tay phải cầm một cái khiên hình vuông màu vàng. Đôi mắt có màu xám cho. Ác ma nhạn nhìn pho tượng này, cười nói, thần đế, ta đã ra ngoài rồi. Có người muốn tìm đá ác linh của ngươi, hắn nói nếu ngươi không cho, hắn sẽ khiến thần linh tộc hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Diệp Huyên, gài bẫy ta kiểu này à? Sắc mặt Diệp Huyên hơi khó coi.
người phụ nữ này đang đẩy hắn vào chỗ chết. Diệp Huyên nhìn về phía ác ma nhạn, ác ma nhạn cười khẽ, chỉ đùa thôi, đừng xem là thật. Diệp Huyên hỏi, lỡ người ta tưởng thật thì sao? Ác ma nhạn chớp mắt, vậy thì đánh chết bọn họ thôi. Sợ cái gì? Diệp Huyên cạn lời. Lúc này, phò tượng ở phía xa chợt nứt ra, chẳng mấy chốc, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và ác ma nhạn. Thần đế. Người trước mắt chính là thần đế của thần linh tộc. Thần đế nhìn ác ma nhạn, xem ra ngươi hồi phục rất tốt. Ác ma nhạn cười nói, thế nào, ngươi thất vọng lắm à? Thần đế lắc đầu, ác ma nhạn, ác ma tộc của ngươi và thần linh tộc của ta rơi vào kết quả hôm nay, hai chúng ta đều biết nguyên nhân vì sao. Ác ma nhạn cười nói, rồi sao nữa? Thần đế nhẹ giọng nói, thời đại bây giờ đã không còn là thời đại của chúng ta, dù là ác ma tộc của ngươi hay là thần linh tộc của ta đều cần phải sinh tồn. Đúng không? Ác ma nhạn gật đầu, ông nói rất có lý. Nhưng có một số việc không thể bỏ qua như thế được. Thần đế cười nói, nếu ngươi cố ý muốn đánh thì thần linh tộc ta sẽ tiếp. Nhưng ác ma nhạn, ngươi nên biết ngũ duy kiếp kia sắp đến rồi. Ngũ duy kiếp? Ác ma nhạn nhìn thần đế, không nói gì. Thần đế lại nói tiếp, ác ma tộc ngươi chắc cũng có không ít người may mắn sống sót, bây giờ nếu chúng ta đánh nhau. Ta dám đảm bảo thần linh tộc ta sẽ biến mất khỏi cõi đời này, nhưng ác ma tộc của ngươi cũng không tốt hơn là bao. Ác ma nhạn nói, ý ngươi là không muốn đánh nhau nữa. Thần đế nói, ta không muốn đánh, đương nhiên việc này còn phụ thuộc vào ngươi. Ác ma nhạn bật cười, thần đế, thật ra ngươi quên mất một điều. Thần đế nhìn ác ma nhạn, cái gì? Ác ma nhạn cười nói, nàng sẽ không để ác ma tộc ta và thần linh tộc ngươi sống hòa bình với nhau. Thần đế lắc đầu, năm đó là lỗi của chúng ta, là chúng ta gài bẫy nàng trước, mà hôm nay, hai tộc của chúng ta đã trở thành thế này, chẳng lẽ nàng vẫn không chịu buông tay sao? Ác ma nhạn cười khẽ, nếu chúng ta vẫn tranh đấu, chắc chắn nàng sẽ không quan tâm, nhưng nếu chúng ta liên thủ, người có tin nàng sẽ chơi chết chúng ta không? Thần đế im lặng. Ác ma nhạn lại nói, thiên đạo của chúng ta thật sự rất giỏi trêu đùa người khác đấy. Thần đế hỏi, ngươi có kế hay gì không? Ác ma nhạn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên vội nói, đừng đừng, ta không đánh lại thiên đạo gì đó đâu, thật đấy, ngươi đừng đặt hy vọng vào ta. Đánh với thiên đạo tối cao. Hắn cũng đâu có điên. Người phụ nữ kia làm ác ma tộc và thần linh tộc biến thành thế này, mình đi đối đầu với nàng ta không phải là tự tìm đường chết sao? Thần đế cũng nhìn về phía Diệp Huyên, khi nhìn thấy hắn. Thần đế hơi nhíu mày, hắn sao? Ác ma nhạn chợt hỏi, ngươi cảm nhận được không? Thần đế gật đầu, cảm nhận được. Ác ma nhạn cười, ngươi thấy sao? Thần đế im lặng. Lúc này, Diệp Huyên chợt lên tiếng, hai vị tiền bối, chuyện của các người với thiên đạo không liên quan đến ta đâu. Ác ma nhạn nhìn Diệp Huyên, ra vẻ đáng thương, ngươi biết không, nếu thiên đạo kia nhằm vào chúng ta một lần nữa, chúng ta sẽ bị nàng ta chơi chết đấy. Ngươi nhẫn tâm nhìn chúng ta bị hại chết sao? Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, các người đều sợ bị nàng giết chết, chẳng lẽ ta không sợ sao? Ác ma nhạn chớp mắt, ngươi không sợ đâu. Diệp Huyên nhíu mày, chẳng lẽ thiên đạo thích trai đẹp? Ác ma nhạn cười ha ha, danh con này, ngươi thú vị thật đấy, còn dám trêu cả thiên đạo, ngươi đúng là quá to gan. Diệp Huyên nghiêm túc nói, tiền bối, ta không muốn tham gia vào chuyện của các người. Ác ma nhạn chớp mắt, chúng ta cũng không bảo ngươi tham gia vào. Diệp Huyên đang muốn đáp lời, lúc này, ác ma nhạn lại nói tiếp, không phải ngươi muốn có đá ác linh sao? Nói xong, nàng ta quay đầu nhìn về phía thần đế, lấy ra đi. Thần đế hơi do dự, sau đó bấm tay, một viên đá xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, chính là đá ác linh. Ác ma nhạn nhìn Diệp Huyên, cười nói, ngươi lấy đi. Diệp Huyên im lặng. Lấy đi. Lấy kiểu gì? Thứ này chính là củ khoai lang nóng bỏng tay đấy. Chắc chắn người phụ nữ này đang có ý đồ gì đó với mình. Ác ma nhạn cười nói, đừng nói là ngươi không dám lấy đó nhé. Diệp Huyên nghiêm túc đáp, tiền bối, chúng ta không thù không oán, ngươi đừng có hại ta. Ác ma nhạn cất đá linh thạch đi, nếu ngươi không muốn vậy thì cho ta đi. Thần đế! Ác ma nhạn quan sát Diệp Huyên một lúc, thân thể của ngươi không tệ, theo ta biết,
thần linh tộc này có một phương pháp tu luyện đặc biệt gọi là linh thể kim cương, không chỉ có thần tộc, ác ma tộc ta cũng có một cách tu luyện thân thể, gọi là tử thể ác linh, có thể nói đây là hai bí pháp tu luyện thân thể đứng đầu thời cổ đại. Thế nào, người có hứng thú không? Đúng rồi, ta có thể cho ngươi biết chưa từng có ai đồng thời tu luyện tử thể ác linh cùng với linh thể kim cương đâu, nhưng chỉ cần ngươi muốn thì ngươi lập tức có thể thực hiện, chúng ta sẽ giúp ngươi. Nói xong, nàng ta nhìn về phía thần đế, đúng không? Thần đế gật đầu, đúng. Diệp Huyên trầm giọng nói, ác ma nhạn tiền bối, rốt cuộc người muốn làm gì? Người nói thật cho ta biết được không? Ác ma nhạn nghiêm túc đáp, ta nhìn ra thiên phú dị bẩm của ngươi là trăm vạn năm khó gặp, cho nên ta muốn giao truyền thừa của ác ma tộc cho ngươi, kết thiện duyên với ngươi. Thần đế ở bên cạnh cũng nói, ta cũng nghĩ thế. Diệp Huyên đen mặt, hai vị tiền bối, hai vị thấy lời này đáng tin không? Ác ma nhạn cười đáp, ta thấy rất đáng tin. Diệp Huyên lắc đầu, tiền bối, hai người cũng thấy thực lực của ta rồi đó, hai người xem đi, ta chỉ đến thế mà thôi, ta rất tò mò vì sao hai người cho rằng ta có thể giúp hai người chống lại thiên đạo. Ác ma nhạn cười không đáp. Diệp Huyên lắc đầu, ta muốn có được lợi ích mà ác ma nhạn tiền bối nói, nhưng ta không ngu, có những lợi ích có thể lấy, cũng có những lợi ích không thể lấy. Cho nên, hai vị tiền bối, tạm biệt. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Con người có thể có dã tâm, nhưng không thể quá tham lam. Ác ma nhạn đột nhiên nói, nhân loại, trên người ngươi có nhân quả không xác định. Diệp Huyên dừng bước, hắn xoay người nhìn về phía ác ma nhạn, nhân quả không xác định. Ác ma nhạn gật đầu, đáng lẽ tất cả nhân quả trên đời đều nằm trong thiên đạo này, nhưng nhân quả của ngươi lại đứng độc lập, không có liên quan đến thiên đạo. Suy nghĩ của chúng ta rất đơn giản, là muốn lợi dụng nhân quả của ngươi chống lại thiên đạo. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, ta cảm thấy chuyện này không thực tế. Ác ma nhạn cười nói, ngươi chỉ là một trong rất nhiều cách của chúng ta thôi, ngươi hiểu ý của ta chứ? Diệp Huyên gật đầu, hiểu. Ác ma nhạn cười khẽ, nhân quả không xác định của ngươi là thứ mà chúng ta nhìn chúng, nhưng chúng ta sẽ không ngây thơ cho rằng ngươi có thể chống lại thiên đạo. Người phụ nữ kia quá đê tiện, cũng rất giỏi bày mưu tính kế. Chút khôn lỏi của ngươi chẳng là gì trước mặt nàng cả. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, chắc ta cũng không có tệ đến thế đâu. Ác ma nhãn lắc đầu, ngươi chưa từng tiếp xúc với nàng ta, người ta suy tính với người, còn nàng suy tính với lòng người. Lúc trước ác ma tộc của ta và thần linh tộc đều bị nàng hại suýt diệt tộc. Diệp Huyên im lặng, hắn từng nghe tiểu đạo nói đến thiên đạo. Tiểu đạo nói thiên đạo này rất thông minh, rất giỏi tính toán, ngay cả tiểu đạo cũng nói thế. Thiên đạo kia chắc chắn vô cùng đáng sợ. Lúc này, ác ma nhạn đột nhiên cười nói, ngươi là một người đặc biệt, trên người ngươi có nhiều nhân quả như thế, đáng lý ra với thực lực của ngươi chắc chắn không thể sống lâu như vậy. Nhưng bây giờ ngươi vẫn còn sống rất tốt, chỉ cả một cách giải thích đó là ngươi có chỗ dựa. Hơn nữa chỗ dựa này còn vô cùng mạnh mẽ, là tiểu đạo cô nương kia sao? Diệp Huyên lắc đầu thở dài, các người chỉ cảm thấy ta có chỗ dựa, nhưng không ai nhìn thấy sự cố gắng của ta. Ta đi tới ngày hôm nay cũng phải chịu khổ rất nhiều. Ác ma nhạn cười, không, ta cảm thấy ngươi có thể đi tới ngày hôm nay không chỉ vì chỗ dựa của ngươi vững chắc, cũng không chỉ vì ngươi rất cố gắng, mà là vì ngươi quá mặt dày. Ngươi đúng là mặt dày vô địch thiên hạ, ngay cả thiên đạo ở trước mặt ngươi e rằng cũng sẽ bị da mặt của ngươi làm khuất phục. Diệp Huyên. Ác ma nhạn lại nói, nhân loại, chúng ta sẽ không yêu cầu ngươi cùng chúng ta chống lại thiên đạo, cũng không muốn hại ngươi cái gì, dù sao lợi ích cũng ở ngay đây, nếu ngươi muốn thì cứ lấy, nếu không muốn, chắc chắn chúng ta sẽ không ép ngươi. Ta muốn nhắc nhở ngươi một chút, nếu ngươi tu luyện bí pháp của hai tộc chúng ta, thân thể của ngươi sẽ đạt đến trình độ bất hủ trong truyền thuyết. Bất hủ. Diệp Huyên im lặng. Hắn biết tầng 9 có thân thể bất hủ. Ác ma nhạn cười nói, thế nào, có làm không? Diệp Huyên cười một tiếng, sau đó nhận lấy đá ác linh kia, thế ta sẽ kết thiện duyên với hai vị vậy. Nhưng ta xin nói trước, ta cũng sẽ không đi chống lại thiên đạo gì đó với các người, vì ta đánh không lại. Ác ma nhạn gật đầu, yên tâm, chúng ta sẽ không ép ngươi đi chống lại thiên đạo. Nói xong, nàng ta búng ngón tay, một tia sáng đen bay vào giữa chân mày của Diệp Huyên. Oanh! Trong nháy mắt,
vô số tin tức truyền vào đầu Diệp Huyên. Phương pháp tu luyện tử thể ác linh. Một lát sau, nét mặt Diệp Huyên dần trở nên nặng nề. Thân thể của hắn rất mạnh mẽ, vì đã là kiếm thể, có thể không bị ảnh hưởng bởi tất cả các loại kiếm, nhưng lại không thể chịu được thứ khác. Mà hắn cũng chưa từng tu luyện phương pháp luyện thể nào cả, sự cứng rắn của thân thể hắn đều dựa vào đủ loại cơ duyên kết hợp với nhau, còn về bất tử chi thân kia, chắc chắn nó mạnh hơn bất hủ, nhưng nó lại có hạn chế về thời gian. Bây giờ tử thể ác linh vừa khéo có thể bù đắp khuyết điểm này của hắn. Đương nhiên còn có kim cương thể gì đó. Diệp Huyên nhìn về phía thần đế im lặng suy nghĩ một lát, sau đó búng ngón tay, một tia sáng vàng bay vào giữa chân mày Diệp Huyên, chẳng mấy chốc, phương pháp tu luyện của kim cương thể tiến vào trong đầu Diệp Huyên. Ác ma nhạn nhìn Diệp Huyên, trên mặt mang nụ cười. Thần đế dùng huyền khí truyền âm cho ác ma nhạn, người muốn lợi dụng hắn chống lại thiên đạo. Ác ma nhạn hơi nhếch môi, ta muốn chọc tức thiên đạo một chút, xem thử nàng ta sẽ giết chết nhân loại mang theo truyền thừa của ác ma và thần linh này hay là không đây. Thần đế nói, hắn đấu không lại thiên đạo. Ác ma nhạn từ từ nhắm mắt lại, hắn không chống lại được. Nhưng người đứng sau hắn thì có thể. Thần đế hơi nhíu mày, người đứng sau hắn, là tiểu đạo kia ư. Ác ma nhạn lắc đầu, không phải, là một người đàn ông. Kim cương thể, tử thể ác linh. Khoảng một canh giờ sau, Diệp Huyên đã lĩnh ngộ hoàn toàn hai bí pháp luyện thể này, bây giờ hắn cần phải tu luyện, nhưng hắn không có điều kiện đó. Diệp Huyên nhìn về phía ác ma nhạn và thần đế. Ác ma nhạn cười nói, tu luyện kim cương thể trước đi. Diệp Huyên gật đầu, được. Ác ma nhạn cười, sau đó xoay người nhìn về phía thần đế. Thần đế cất lời, đi theo ta. Diệp Huyên đi theo thần đế tới một cánh đồng hoang vu, thần đế mở lòng bàn tay ra, một con dấu xuất hiện trong tay y, y từ từ nhìn chằm chằm vào nó, đọc thầm mấy câu, chẳng mấy chốc, con dấu trong tay y chợt bắt đầu rung lên, sau đó, chân trời đột nhiên chấn động, một uy lực mạnh mẽ lan tràn khắp thiên địa. Vẻ mặt Diệp Huyên dần trở nên nặng nề. Lúc này, thần đế chỉ lên trời. Chân trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ, một tia chớp lặng lẽ ngưng tụ. Diệp Huyên nhìn về phía thần đế, tiền bối muốn sử dụng lôi thốt thể sao? Thần đế gật đầu, sấm này không phải sấm bình thường, được gọi là thiên lôi, là thứ do thần linh tộc ta bồi dưỡng. Trước đây, sấm này đại biểu cho một kiếp nạn để trừng phạt nhân gian, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Đợi lát nữa khi ngươi sử dụng lôi thốt thể tuyệt đối không được ngăn cản bằng ngoại vật, phải sử dụng thân thể của ngươi. Diệp Huyên hỏi, ta đỡ được sao? Thần đế nhìn về phía Diệp Huyên, cái này phải dựa vào bản thân ngươi. Nếu có thể đỡ sẽ là thay da đổi thịt, còn nếu không đỡ được, thần hồn tan biến. Diệp Huyên im lặng. Thần đế nói, bây giờ đổi ý vẫn còn kịp. Diệp Huyên cười, đổi ý cái gì? Đến đi. Thần đế gật đầu, y lùi sang một bên, một khắc sau, tia chớp phía chân trời lập tức đánh xuống. Diệp Huyên ở bên dưới khép hờ mắt, thân thể không ngừng rung, vì uy thế của thần lôi kia thật sự quá mạnh. Lúc này, hắn bắt đầu có chút nghi ngờ với thân thể của mình. Mình chịu đựng được sao? Giờ khắc này, hắn thật sự hơi hoảng hốt. Nhưng hắn không thể lùi bước. Mình không liều mạng, chẳng lẽ cả đời đều phải dựa vào người khác sao? Nghĩ đến đây, Diệp Huyên mở mắt ra, quát to, đến đi. Đạo thần lôi kia đánh thẳng lên đầu Diệp Huyên, trong nháy mắt, cả người Diệp Huyên lập tức nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Lúc này, lại một đạo thần lôi rơi xuống, theo đạo thần lôi này, thân thể của hắn lập tức nổ tung. Nhưng lúc này, thần đế đột nhiên búng tay một cái, một quầng sáng xanh vây quanh Diệp Huyên, thân thể Diệp Huyên bắt đầu được chữa lành. Mà ngay sau đó, lại một tia chớp đánh xuống. Thân thể Diệp Huyên lại nổ tung một lần nữa. Cách đó không xa, ác ma nhạn cười nói, ngươi sẽ không làm hắn chết luôn đấy chứ. Thần đế nhẹ giọng nói, một miếng sắt vụn, không trải qua mài giũa sao có thể trở thành một thanh kiếm sắc bén được. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Cứ thế, người Diệp Huyên lại bị thiên lôi đánh xuống một lần nữa, mà trong quá trình đó, mỗi lần thần đế đều sẽ tu bổ thân thể cho hắn, nhưng dù thế đó cũng là một quá trình rất đau khổ. Quá đau khổ. Lúc này, Diệp Huyên mới phát hiện sau khi không có giáp trúc long và bất tử chi thân thì thân thể của mình yếu ớt đến mức nào.
Kiếm thể chỉ miễn dịch với kiếm, nhưng khi đối mặt với những thứ khác thì lại rất tệ. Thiên lôi thốt thể. Không thể không nói, lực sát thương của thiên lôi với thân thể thật sự quá mạnh. Chưa nói đến đây chỉ có mỗi thân thể, cho dù hắn sử dụng giáp trúc long cũng chưa chắc có thể hoàn toàn chịu đựng được, sức mạnh của thiên lôi này thật sự quá mạnh mẽ. Cứ thế, thân thể của Diệp Huyên lại bị đánh rách một lần nữa, sau đó lại được chữa lành. Thần đế ở phía xa đột nhiên cất lời, ác ma nhạn, người nói xem thiên đạo kia thật sự ngủ say rồi sao? Ác ma nhạn cười hỏi ngược lại, người tin à? Thần đế im lặng. Ác ma nhạn ngẩng đầu nhìn lên, nhẹ giọng nói, người nói xem, ngũ duy kiếp này có phải do nàng ta gây ra không? Thần đế lắc đầu, không biết. Ác ma nhạn trầm giọng nói, ta đã nghe ngóng tình huống bên ngoài rồi, bây giờ các cao thủ đang tập trung ở bên ngoài, đây không phải là dấu hiệu tốt. Thần đế khẽ nhíu mày, là nàng làm sao? Ác ma nhạn lắc đầu, không biết. Thần đế im lặng. Một lát sau, ác ma nhạn nhìn về phía Diệp Huyên vẫn đang bị thiên lôi đánh xuống phía xa, cười nói, tiểu tử này đúng là không đơn giản, ba thanh kiếm trong người hắn đều là phàm kiếm đỉnh cao. Thực lực của ba thanh kiếm này e rằng đều sâu không lường được. Mà huyết mạch của tên này rất kỳ lạ, e rằng chỉ đứng sau huyết mạch phàm nhân trong truyền thuyết, ngoài ra, hắn còn có quen biết với người phụ nữ ở hiệu cầm đồ kia nữa. Tiểu đạo. Thần đế nói, tiểu đạo, nàng còn sống sao? Nói đến tiểu đạo, nụ cười trên mặt ác ma nhạn cũng dần biến mất. Tiểu đạo. Không ai biết rốt cuộc người phụ nữ này đã sống bao lâu. Một lát sau, ác ma nhạn cười nói, thật ra trước đây ta cũng nghi ngờ người phụ nữ kia là thiên đạo, nhưng rõ ràng là nàng ta không phải. Thần đế nhẹ giọng nói, tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Ác ma nhạn nói, sống thật tốt. Sống thật tốt. Thần đế im lặng. Ở thời đại này, dù là những cao thủ hàng đầu như bọn họ cũng không có cảm giác an toàn. Thứ nhất là ngũ duy kiếp, thứ hai là thiên đạo. Hơn nữa bây giờ bên ngoài còn có cao thủ hàng đầu của các thời đại, dù là thiên đạo, e rằng cũng không thể yên tâm được. Thần đế qua đầu nhìn về phía Diệp Huyên, có thể cho ta biết ý đồ thật sự của ngươi không? Ác ma nhạn nhẹ giọng nói, ý đồ của ta rất đơn giản, kết thiện duyên, có lẽ sau này sẽ được thiện quả đúng không? Đương nhiên là bây giờ hắn vẫn còn rất yếu. Thần đế trầm giọng nói, người này thật sự không đơn giản, nhưng nói về thực lực. Trong dòng sông lịch sử, hắn thật sự chẳng là gì cả. Ta cảm thấy e rằng thiên đạo hoàn toàn không để tâm đến hắn. Ác ma nhạn cười nói, ngươi sai rồi. Nói thật nhé, lúc trước nếu không phải thiên đạo nhúng tay vào, chắc chắn thần linh tộc của ngươi không thể nào đấu lại ác ma tộc của ta, ha ha. Thần đế im lặng. Ác ma nhạn chỉ vào Diệp Huyên, thiên đạo cũng đã chú ý đến hắn từ lâu rồi. Chẳng những chú ý, hơn nữa còn vô cùng xem trọng. Thần đế hơi nhíu mày, nhưng nghĩ đến điều gì, ông ta trầm giọng nói, bút thiên đạo. Ác ma nhạn gật đầu, hắn không phải người được trời chọn, nhưng lại có thể sử dụng cây bút này, người vẫn không hiểu sao. Nghe vậy, thần đế hoàn toàn hiểu ôi. Bút thiên đạo là bút của thiên đạo tối cao, nếu tiểu đạo có thể sử dụng thì ông ta còn có thể hiểu, dẫu sao người phụ nữ này vốn thần bí không thua gì thiên đạo, nhưng Diệp Huyên có thể sử dụng thì lại rất bất thường. Thần đế nhìn Diệp Huyên, tại sao thiên đạo lại coi trọng hắn? Ác ma nhạn cười đáp, có lẽ vì người đàn ông đó, có lẽ vì một lý do khác. Bất luận là vì sao, chúng ta bỏ vốn theo hắn chắc chắn không sai. Thần đế nhẹ giọng tiếp lời, đúng thế. Cứ như vậy, khoảng nửa tháng sau, thân thể Diệp Huyên đã có thể chịu đựng được sức công phá của thiên lôi, giờ phút này thân thể hắn đã có biến hóa. Lúc này thần đế xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Hắn phấn khích hỏi, có thành công không? Thần đế lắc đầu, bây giờ thân thể cậu đã đạt tiêu chuẩn, có thể tu luyện kim cương thể rồi. Diệp Huyên nhíu mày, ta vẫn chưa luyện thành sao? Thần đế trả lời, không dễ luyện thành vậy đâu, cậu đi theo ta. Nói xong, ông ta dẫn Diệp Huyên đi vào một tòa đại điện bỏ hoang. Trong đại điện, thần đế xòe tay ra, một quả màu vàng xuất hiện trong tay ông ta. Diệp Huyên hỏi, tiền bối, đây là? Thần đế đáp, quả thần linh, thần vật của thần tộc, thứ này có năng lượng cực kỳ thuần túy, nó có thể tăng cường thân thể cho cậu. Lát nữa cậu thi triển tâm pháp kim cương thể theo dấu tay của ta. Diệp Huyên gật đầu, đã biết.
Thần đế đưa quả thần linh tới trước mặt Diệp Huyên, hắn đang định lấy thì ông ta rụt tay lại, bảo quả này cực kỳ quý hiếm. Diệp Huyên chớp mắt, sau đó nghiêm mặt nói, ân lớn của thần linh tộc, Diệp Huyên ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Thần đế khẽ gật đầu, đưa quả thần linh cho Diệp Huyên, hắn cũng không khách sáo nhận lấy. Quả thần linh vừa vào cơ thể, một nguồn năng lượng cực kỳ thuần túy đột nhiên bùng nổ ra khỏi cơ thể hắn. Diệp Huyên lập tức sững sờ. Bởi vì nguồn năng lượng này quá đáng sợ, nó như thủy triều cuồn cuộn trong cơ thể hắn. Lúc này thần đế chợt lên tiếng, thi triển tâm pháp, rót toàn bộ năng lượng vào kinh mạch toàn thân. Diệp Huyên vội vàng thi triển tâm pháp kim cương thể, ngay sau đó nguồn năng lượng kia chậm rãi được hắn dẫn nhập vào kinh mạch toàn thân. Thời gian dần trôi qua, thân thể hắn bắt đầu xuất hiện ánh sáng vàng nhàn nhạt. Cứ vậy kéo dài đến khoảng một canh giờ sau, trong cơ thể Diệp Huyên đột nhiên phóng ra một lực lượng mạnh mẽ. Thân thể Diệp Huyên chuyển sang màu vàng óng. Kim cương thể. Lúc này thân thể hắn đã đạt đến một đỉnh cao mới. Diệp Huyên mở mắt ra, tay phải từ từ siết chặt lại, một lực lượng mạnh mẽ tập trung trong nắm đấm của hắn, lực lượng này khiến hắn phải kinh ngạc. Mạnh vậy sao? Lúc này, thần đế đột nhiên nói, đây là lực lượng kim cương. Hiện tại thân thể của cậu không chỉ vạn pháp bất xâm mà còn có lực lượng kim cương, có thể nói bây giờ thân thể cậu chỉ còn cách bất hủ nửa bước. Một khi tiến vào bất hủ, thần vật bình thường hoàn toàn không có tác dụng với thân thể cậu. Diệp Huyên gật đầu, cảm thấy hơi háo hức, đừng nói tiến vào bất hủ, nếu lúc này hắn mặc giáp trúc long vào. Người có thể giết hắn trong thế gian này e rằng chỉ có cao thủ cấp bậc như A-La. Lúc này ác ma nhạn đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, sau khi nhìn hắn, nàng ta cười, lợi hại, có muốn để ta thử không? Diệp Huyên chớp mắt, thử bằng cách nào? Ác ma nhạn cong môi, người muốn thử bằng cách nào? Diệp Huyên nghiêm mặt, tiền bối, ta không phải người tùy tiện. Ác ma nhạn bước tới trước mặt Diệp Huyên. Ngón tay ngọc của nàng ta nhẹ nhàng nâng cằm Diệp Huyên lên, ta cũng không phải người tùy tiện, nhưng một khi ta tùy tiện thì không phải người. Diệp Huyên đang định nói, ác ma nhạn đột nhiên ấn vào ngực hắn. Trong tích tắc, toàn thân Diệp Huyên bị rạn nứt, máu bắn tung tóe. Kim cương thể vừa tu luyện thành công lập tức bị phá hủy. Hơn nữa hắn còn bị thương nặng. Máu tràn ra khỏi khóe miệng Diệp Huyên. Ác ma nhạn nhìn Diệp Huyên. Lắc đầu, không rắn chắc lắm, nhưng cũng được, có thể chịu được hai phần sức mạnh của ta, tạm ổn. Đi thôi, đi tu luyện tử thể ác linh với ta. Dứt lời, nàng ta kéo Diệp Huyên đang bị thương nặng đi thẳng ra ngoài. Thần đế chợt nói, có cần trị thương trước không? Ác ma nhạn không ngoảnh đầu lại, trị thương cái gì, dù sao lát nữa còn phải đánh cho tàn phế. Diệp Huyên. Ác ma nhạn nhanh chóng dẫn Diệp Huyên đi tới một đỉnh núi. Diệp Huyên nhìn ác ma nhạn, nét mặt vô cùng nặng nề. Thực lực của người phụ nữ này chắc chắn không thua gì A-La. Lão tổ ác ma. Khi nãy hắn có một trực giác, đó là dù hắn sử dụng bất tử chi thân cũng không thể nào đỡ được một đòn của ác ma nhạn. Ác ma nhạn như hiểu suy nghĩ của Diệp Huyên, cười nói, đừng sợ. Dù gì ta cũng đã sống ít nhất 1 triệu năm. Nếu ngay cả thằng nhóc phát mũi chưa sạch như ngươi cũng không thể đánh thắng thì chẳng phải sống uổng công rồi sao? Triệu năm. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, các người sống lâu như vậy không thấy nhàm chán sao? Ác ma nhạn cười nói, thứ nhất, đa số thời gian chúng ta đều đang ngủ say. Vì thế, chúng ta không quá để tâm đến thời gian. Thứ hai, bây giờ ngươi có vô số bảo vật, nhưng ngươi vẫn muốn có được bảo vật tốt hơn, không phải sao? Diệp Huyên gật đầu, cũng phải. Dã tâm và dục vọng của con người luôn là vô cùng vô tận. Ác ma nhạn gật nhẹ đầu, chúng ta sống cả triệu năm, nhưng chúng ta còn phải sống mấy triệu năm nữa. Thậm chí là, bất tử. Bất tử. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, đây là mục tiêu cuối cùng của các người đúng không? Ác ma nhạn lắc đầu, trường sinh sao có thể đủ được? Phải có thực lực mạnh mẽ mới có thể sống thoải mái. Diệp Huyên cười nói, thế cũng phải. Ác ma nhạn nhìn về phía Diệp Huyên, biết tử thể ác linh là gì không? Diệp Huyên lắc đầu. Ác ma nhạn cười nói, tử thể ác linh chính là sử dụng ác linh cường hóa thân thể của ngươi. Trước đây ngươi không thể đỡ được ác linh chi lực, nhưng bây giờ thân thể của ngươi đã đạt đến kim cương thể rồi,
cho nên ngươi có thể đỡ được ác linh chi lực. Diệp Huyên nói, tiền bối, bắt đầu đi. Ác ma nhạn cười khẽ, đột nhiên vung tay phải lên. Ầm, không gian trước mặt ác ma nhạn lập tức nứt ra. Nàng ta từ từ nhắm mắt lại, trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì, cứ thế khoảng một lát sau, những tiếng kêu thê thảm đột nhiên truyền ra từ trong không gian tối đen. Nghe vậy, Diệp Huyên cau mày. Đây là lực lượng gì? Lúc này, một khuôn mặt quỷ dữ tợn chợt xuất hiện, một khắc sau, khuôn mặt quỷ này lao thẳng về phía Diệp Huyên. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, hắn muốn tránh đi, nhưng lúc này, một lực lượng thần bí lại đè lên hắn, khiến hắn không thể nào động đậy. Ác ma nhạn cười khẽ, hưởng thụ cho đã đi. Nàng ta vừa dứt lời, cái mặt quỷ kia đã chui vào trong người Diệp Huyên. Oanh! Diệp Huyên lập tức trợn to mắt, một lực lượng mạnh mẽ tựa như làn sóng cuộn trào trong người hắn, lúc này, trong khe hở không gian đen kịt kia lại có mấy con ác linh lao ra. Ác ma nhạn ở bên cạnh mỉm cười nhìn Diệp Huyên, không biết đang nghĩ gì. Cứ thế khoảng 3 ngày sau, Diệp Huyên không biết đã hấp thụ bao nhiêu ác linh chi lực, bây giờ thân thể của hắn lại bắt đầu dần lột xác. Lúc này, giọng nói của ác ma nhạn vang lên trong đầu Diệp Huyên, một bước quan trọng nhất của tử thể ác linh chính là để thân thể biến thành tử thể, bên trong cơ thể người chứa đựng tử khí vô cùng vô tận, chắc chắn sẽ rất hoàn mỹ, bây giờ ngươi phải điều động những tử khí kia, sau đó lợi dụng nó. Diệp Huyên gật đầu, sau đó hắn sử dụng tử nhân kinh, cứ thế, tử khí trong người hắn lập tức bộc phát. Oanh! Người Diệp Huyên không ngừng run rẩy. Một tử khí mạnh mẽ tựa như lốc xoáy bao phủ cả người hắn. Ác ma nhạn quan sát tử khí quanh người Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, tử khí thật nồng đậm. Cứ thế, không biết đã bao lâu trôi qua, những tử khí quanh người Diệp Huyên bắt đầu dần biến mất, mà lúc này, ác ma nhạn đã phong ấn cái hố đen kia lại. Một lúc lâu sau đó, Diệp Huyên mở mắt ra, hắn chậm rãi đứng dậy, mở lòng bàn tay ra, trên tay hắn có một quầng sáng mỏng màu đen bao phủ. Ác ma nhạn cười nói, chúc mừng, bây giờ ngươi đã có thân thể bất hủ, vạn pháp khó xâm rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, thân thể bất hủ này có nghĩa là gì? Ác ma nhạn hơi nhếch môi, có nghĩa là ngươi rất giỏi đỡ đòn. Diệp Huyên, lúc này, ác ma nhạn cười nói, thân thể bất hủ đồng nghĩa với việc dù ngươi có chết thì thân thể của ngươi vẫn sẽ còn nguyên. Hơn nữa bây giờ thần thông và bí pháp bình thường cũng khó đả thương thân thể của ngươi. Quan trọng nhất chính là bây giờ dù ta muốn giết ngươi, e rằng cũng phải bỏ ra 3 phần lực mới được. 3 phần lực. Diệp Huyên đen mặt, tiền bối, người đang đả kích ta sao? Ác ma nhạn cười nói, được ta đả kích cũng không tính là mất mặt. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, trên thân thể bất hủ là cái gì? Ác ma nhạn nhìn Diệp Huyên, trên bất hủ chính là bất diệt kim thân, cái gọi là bất diệt kim thân có nghĩa là thật sự bất diệt. Cho dù là thiên đạo cũng khó có thể phá hủy được, nhưng theo ta biết, trước giờ chỉ có 2-3 kẻ có thể đại đến trình độ này thôi. Hơn nữa 2 kẻ trong đó còn không phải nhân loại, 2 người đó lần lượt là lão tổ ma tộc và lão đại của cổ yêu tộc. Nói xong, nàng ta cười khẽ, thật ra ngươi có thể trở thành người thứ 3. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, nếu ta đạt tới bất diệt kim thân thì có thể chống lại người không? Ác ma nhạn chớp mắt, có thể. Nhưng ngươi chỉ có thể bị đánh, chứ không thể đánh trả. Diệp Huyên hơi nhíu mày, vì sao? Ác ma nhạn cười nói, vì ý thức chiến đấu và kiếm đạo của ngươi vẫn không đạt đến đẳng cấp của ta. Cho nên dù thân thể của ngươi đạt đến bất diệt kim thân thì cũng chỉ có thể bị chúng ta đánh mà thôi, hiểu chưa? Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu. Ác ma nhạn mở lòng bàn tay ra, cho ta mượn bút thiên đạo của ngươi xem thử. Diệp Huyên gật đầu. Hắn bấm tay một cái, bút thiên đạo xuất hiện trước mặt ác ma nhạn. Ác ma nhạn quan sát bút thiên đạo, sau đó khẽ nói, năm đó bút này nằm trong tay thiên đạo, thật sự có thể xem như hủy thiên diệt địa. Nói xong, nàng ta đặt bút thiên đạo này ở trước mặt Diệp Huyên, ta cũng không ức hiếp ngươi, chúng ta giúp ngươi là có ý đồ khác, đương nhiên cũng sẽ không bảo ngươi chống lại thiên đạo giúp chúng ta, dù sao ngươi cũng không cần giúp chúng ta làm bất cứ chuyện gì cả. Diệp Huyên lại lắc đầu, ơn nghĩa của tiền bối và thần đế tiền bối, ta nhớ kỹ trong lòng, sau này nếu 2 vị tiền bối cần, chỉ cần trong khả năng cho phép, Diệp Huyên ta chắc chắn sẽ không từ chối. Ác ma nhạn cười nói, hay cho câu trong khả năng cho phép,
đúng là một tên láo cá. Diệp Huyên cười ngượng ngùng, tiền bối, ta chỉ có thể làm chuyện trong khả năng cho phép thôi, ngoài khả năng cho phép thì ta cũng hết cách. Ác ma nhạn gật đầu, có thể hiểu được. Nói xong, nàng ta quay đầu nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, bây giờ ngươi có hai loại truyền thừa của ác ma và thần linh, sau này có thời gian có thể quay lại chơi, nếu gặp phải uy hiếp gì, chỉ cần trong phạm vi cho phép, ta sẽ không ngại giúp ngươi một tay. Diệp Huyên hơi sửng sốt. Ác ma nhạn chớp mắt, cười khẽ, được rồi, bây giờ ngươi có thể đi. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó gật đầu, hắn đang muốn rời đi, mà lúc này như nhớ đến điều gì, hắn chợt dừng bước, cất tiếng hỏi, tiền bối, ta muốn hỏi người một chuyện. Ác ma nhạn nói nghe thử. Diệp Huyên trầm giọng đáp, người hộ đạo muốn giết ta, người biết đại bản doanh của bọn họ ở đâu không? Ác ma nhạn nhìn Diệp Huyên, ta khuyên ngươi nên từ bỏ suy nghĩ này đi. Thế lực kia không thua kém gì chúng ta và thần linh tộc, thậm chí còn có thể mạnh hơn nữa. Nói đến đây, nàng ta chợt nhíu mày, vì sao bọn họ lại nhằm vào ngươi? Thật vô lý, với thực lực của ngươi hoàn toàn không thể đỡ được ngũ duy kiếp, ngươi, không đúng. Dứt lời, nàng ta chợt đè bả vai Diệp Huyên lại, nhìn chằm chằm Diệp Huyên, rất không đúng. Diệp Huyên hơi khó hiểu, tiền bối. Ác ma nhạn nhìn Diệp Huyên một lúc. Sau đó nàng ta buông bả vai Diệp Huyên ra, nhẹ giọng nói, ta biết rồi. Diệp Huyên đang muốn hỏi, ác ma nhạn đột nhiên cười nói, tiểu tử, người gặp phiền phức rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, người có thể giải quyết phiền phức này giúp ta không? Ác ma nhạn lắc đầu, ta không thể. Đương nhiên ta cũng không sợ bọn họ, chỉ là ta cũng không muốn trở thành kẻ thù với bọn họ. Diệp Huyên im lặng. Ác ma nhạn vỗ nhẹ lên bả vai Diệp Huyên. Sống thật tốt, tin tưởng bản thân, ngươi làm được mà. Diệp Huyên. Lúc này, ác ma nhạn đi tới một bên, nàng ta đưa mắt nhìn xuống bên dưới, cười nói, bây giờ thế giới bên ngoài rất loạn. Xem ra tạm thời không thể đi ra ngoài rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, ta muốn hỏi người một chuyện nữa. Lúc trước thời cổ đại của các người là thời đại nào? Ác ma nhạn nhìn Diệp Huyên, có hai người biết, ngươi có thể đi hỏi bọn họ. Một là thiên đạo, hai là tiểu đạo, đi hỏi bọn họ đi. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó gật đầu, tiền bối, vậy ta xin cáo từ. Nói xong, hắn xoay người ngự kiếm biến mất ở chân trời mịt mờ. Diệp Huyên vừa đi, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở chân trời trước mặt ác ma nhạn, hư ảnh đó đưa mắt nhìn xuống ác ma nhạn bên dưới, lão tổ ác ma. Ác ma nhạn cười, ngươi là người hộ đạo. Hư ảnh gật đầu, các hạ. Đạo chủ đã có thông bảo, chúng ta không có ác ý với ác ma tộc, nên chuyện của chúng ta với thiếu niên kia cũng mong các hạ đừng nhúng tay vào. Ác ma nhạn cười khẽ thật tò mò, các ngươi thật sự cho rằng hắn có thể ngăn được ngũ duy kiếp ư. Hư ảnh kia im lặng. Ác ma nhạn cười nói, các ngươi yên tâm, chúng ta chỉ kết một thiện duyên với hắn, chỉ thế mà thôi. Hư ảnh thi lễ, là chúng ta nghĩ nhiều rồi. Nói xong, gã dần trở nên hư ảo. Mà lúc này, ác ma nhạn lại nói, ta còn tưởng đạo chủ của các ngươi đã chết rồi. Hư ảnh đáp, đạo chủ vẫn luôn còn sống. Ác ma nhạn cười nói, thiếu niên kia thật sự không đơn giản, các ngươi đừng để lật thuyền trong mương. Hư ảnh nói, chúng ta biết hắn không đơn giản, nhưng vậy thì sao chứ? Ác ma nhạn giơ ngón tay cái với gã, có tự tin, vậy ta xin chúc các ngươi thắng ngay trong trận đầu. Hư ảnh không nói gì nữa. Dần dần biến mất. Sau khi hư ảnh kia biến mất, ác ma nhạn quay đầu nhìn sang phải, ánh mắt nàng ta xuyên qua tinh không, cuối cùng nhìn tới hư vô duy độ. Lúc này, ở sâu trong khu mộ đó, ông lão trông mộ đang quét dọn đột nhiên dừng lại, ông ta quay đầu, đối diện với ánh mắt của ác ma nhạn. Ác ma nhạn cười hỏi, xưng hô thế nào? Ông lão trông mộ nói, lão tổ ác ma, cô cũng ra ngoài rồi sao? Ác ma nhạn lại hỏi, ta có thể nhìn thử nơi này không? Ông lão lắc đầu, không được. Ác ma nhạn híp mắt lại, nếu ta cứ muốn đến thì sao? Ông lão đáp, cứ thử đi. Thử xem. Ông cụ trông coi mộ nói lời này xong bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Ác ma nhạn nhìn ông cụ trong cái mộ một lát, sau đó khẽ nhếch khóe miệng, thử thì thử. Lời nói vừa dứt, nàng ta đã biến mất. Ước chừng nửa canh giờ sau. Ác ma nhạn lại xuất hiện ở vị trí ban đầu, giờ phút này,
trên mặt nàng ta hiện lên một tia nghiêm nghị hiếm thấy. Diệp Huyên trực tiếp rời khỏi chiến trường cổ, đối với hắn mà nói, nơi này đã không còn đáng để hắn khám phá nữa. Bởi vì hắn đã đạt được quyền kế thừa cao nhất của ác ma tộc và thần linh tộc. Sau khi rời khỏi chiến trường cổ, Diệp Huyên đang định quay về ngục tối vô biên thì lúc này một người đàn ông áo trắng xuất hiện trước mặt hắn. Chính là người đàn ông áo trắng người hộ đạo. Người đàn ông áo trắng nhìn Diệp Huyên, cười nói, lần này tới là để nói lời từ biệt với ngươi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, người hộ đạo ngươi đổi người khác tới đối phó ta. Người đàn ông áo trắng gật đầu, đúng vậy, hiện tại phía trên đã phái một tên đạo sử tới đối phó với ngươi. Nhắc nhở ngươi một chút, chúng ta chỉ có 3 tên đạo sử, thực lực chỉ đứng sau đạo quân và đạo chủ. Mà những tên đạo sử này sẽ không chừa thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Có thể ngươi gặp phiền toái rồi. Diệp Huyên im lặng. Người đàn ông áo trắng lại nói, ta tiếp xúc với ngươi nhiều nhất, ngươi khiến ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng càng là như vậy ngươi càng nguy hiểm. Tất nhiên, nơi này đã không còn thuộc quyền quản lý của ta, ngươi phải tự lo liệu cho mình. Nói xong, hắn ta xoay người biến mất ở cuối chân trời. Đạo sử. Diệp Huyên đứng tại chỗ trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới xoay người rời đi. Diệp Huyên trở về ngục tối vô biên, đi vào bên trong tiệm cầm đồ, nhưng tiểu đạo không có ở đây. Diệp Huyên chờ một lát rồi rời đi. Hắn quay về Phù Văn Tông. Diệp Huyên đứng trên đỉnh núi, nhìn Phù Văn Tông phía bên dưới, trong mắt hiện lên một tia u sầu. Lúc này, Thẩm Tinh Hà đi tới trước mặt hắn, Thẩm Tinh Hà nói, sao vậy? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, khả năng cao là chúng ta gặp phiền toái lớn rồi. Thẩm Tinh Hà trầm mặc. Diệp Huyên nói, bọn Tiểu An, Tiểu Thất và Vạn Lý thế nào rồi? Lúc này, Thẩm Tinh Hà lập tức cười nói, bọn họ đã đột phá rồi. Diệp Huyên hỏi, nhân quả? Thẩm Tinh Hà gật đầu, cũng đã đạt tới nhân quả cảnh rồi. Diệp Huyên cười nói, nằm trong dự đoán. Thẩm Tinh Hà liếc nhìn Diệp Huyên. Trong ánh mắt có một tia phức tạp, Diệp Huyên trước mắt đã không để ông ta nhìn thấu nữa rồi. Một lát sau, Thẩm Tinh Hà nói, hiện tại bên ngoài rất loạn đúng không? Diệp Huyên gật đầu, cực kỳ loạn. Thời đại Bạch Á, thời đại Hàn Vũ Kỷ, cường giả của thời cổ đại đều tụ tập về thời đại này. Đây đâu chỉ là loạn bình thường. Thẩm Tinh Hà thấp giọng nói, người lo có người đối phó với chúng ta. Diệp Huyên khẽ gật đầu, có một thế lực tên là người hộ đạo đang nhằm vào ta sợ bọn chúng sẽ đối phó với các ông. Thẩm Tinh Hà đang định nói chuyện, đột nhiên Diệp Huyên nói, kêu bọn Tiểu An cẩn thận một chút. Nói xong hắn xoay người biến mất không thấy tăm hơi. Trên đỉnh núi, trong mắt Thẩm Tinh Hà ngập tràn vẻ lo âu. Diệp Huyên đi tới thư viện Vạn Duy, trong sân, Diệp Huyên và Trương Văn Tú còn có nữ phu tử cùng ngồi quanh một chiếc bàn. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyên, người định tính thế nào? Diệp Huyên thấp giọng nói, ta muốn đem thư phòng này đi. Đem đi. Không thể không nói, thư phòng này trên người hắn càng ngày càng cảm thấy bất an, vì hắn cảm giác có rất nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Trương Văn Tú nói, đưa tới chỗ của cô gái váy trắng sao? Diệp Huyên gật đầu, cũng chỉ có nàng ấy mới có thể chống lại những người kia. Trương Văn Tú thấp giọng hỏi, người tự mình đưa đến ư? Diệp Huyên cười nói, ta cũng chỉ có thể tự mình đưa đến. Để người ngoài đi hắn không yên tâm, mà để đám người Trương Văn Tú đi hắn càng không yên tâm. Bởi vậy hắn chỉ có thể tự mình đi. Trương Văn Tú liếc mắt nhìn Diệp Huyên, bọn họ sẽ không để ngươi mang bảo vật này đi tới Tứ Duy đâu. Diệp Huyên lắc đầu, nếu ta muốn đi bọn họ không cản được ta. Ta chỉ sợ bọn họ nhắm vào các ngươi. Trương Văn Tú trầm mặc. Nữ phu tử đột nhiên nói, người mang vật kia đến Tứ Duy thì sự việc sẽ được giải quyết sao? Nghe vậy, Diệp Huyên ngẩn người. Một lát sau, Diệp Huyên lắc đầu cười, xem ta ngu xuẩn chưa này. Ta hiểu rồi. Nói xong, hắn đứng dậy, các ngươi hãy bảo trọng, tiếp theo chúng ta có thể sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Nói xong hắn xoay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Trong sân. Nữ phu tử nói, người đoán xem hắn muốn làm gì. Trương Văn Tú không nói gì, trong mắt nàng ta có một tia lo lắng. Nàng ta hiểu tính cách của Diệp Huyên, chắc chắn cái tên này lại muốn làm chuyện không hay đây.
Diệp Huyên lại quay về ngục tối vô biên một lần nữa. Bên trong tiệm cầm đồ, Tiểu Đạo đã trở về. Diệp Huyên đi tới trước mặt Tiểu Đạo, hắn lấy ác tinh thạch đặt lên quầy, Tiểu Đạo nhận lấy ác tinh thạch, lúc này, Diệp Huyên nói, nghe ngóng một chuyện. Tiểu Đạo cười nói đi. Diệp Huyên nói, theo ta biết, người hộ đạo có một vị đạo sử tới tìm ta. Tiểu Đạo nhìn Diệp Huyên, người muốn làm gì? Diệp Huyên khẽ cười, ta không muốn lại bị đánh nữa. Tiểu Đạo lắc đầu, thực lực hiện tại của ngươi chưa đủ để chống lại bọn họ. Diệp Huyên cười nói, Tiểu Đạo cô nương, cô nhầm rồi. Không phải là ta muốn chống lại bọn họ, mà là bọn họ muốn tới tìm ta. Tiểu Đạo nhìn Diệp Huyên, vì thế ngươi phải lợi dụng khoảng thời gian mà bọn họ chưa ra tay với ngươi để mà phát triển thêm nữa, hiểu chưa? Diệp Huyên lắc đầu, ta không muốn bị động như thế nữa. Nói xong, hắn lấy ra 30 sợi khí tím đặt trên quầy, Tiểu Đạo cô nương, hiện tại chúng ta không phải bằng hữu. Cô hãy coi ta như một vị khách, cô thấy thế nào? Tiểu Đạo nhìn Diệp Huyên một lát, sau đó nói, thực lực của tên đạo sử người hộ đạo kia không bằng A-La. Có điều với thực lực của hắn ta có thể đấu với A-La đến cả 100 chiêu. Nếu như A-La nghiêm túc, vậy thì khoảng 70 chiêu, còn nếu như A-La liều mạng, nhiều nhất là 1 chiêu. Nghe vậy, Diệp Huyên bèn im lặng, liều mạng và không liều mạng chênh lệch thật là lớn. Tiểu Đạo lại nói, không chỉ có một tên đạo sử tới, xem ra bọn họ nhất quyết đoạt lấy thư phòng của ngươi. Diệp Huyên xòe lòng bàn tay ra, thư phòng Vạn Duy xuất hiện trong tay hắn, hắn nhìn Tiểu Đạo cô nương, ta có thể cầm món đồ này không? Khóe miệng Tiểu Đạo giật giật, hắn là muốn gài bẫy nàng ta đây mà. Diệp Huyên đang muốn hỏi thì Tiểu Đạo cười nói, chỉ cần ngươi dám cầm thì ta dám nhận. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi chớ hối hận, ta có trách nhiệm nói cho ngươi biết, nếu ngươi cầm cố nó, sau này nhất định sẽ hối hận. Diệp Huyên hỏi, tại sao? Tiểu Đạo lắc đầu, không thể nói với ngươi, thư phòng này không đơn giản vậy đâu, tiên tri còn mạnh hơn nhiều so với ngươi nghĩ, ta chỉ có thể nói thư phòng này nằm trong tay ngươi thật đúng là ý trời. Diệp Huyên nói, tiên tri đang gài bẫy ta sao? Tiểu Đạo im lặng. Diệp Huyên đang định lấy khí tím. Lúc này, Tiểu Đạo cười nói, thôi vậy, quen biết ngươi lâu như thế, ngoài việc ngươi ra mặt dày ra thật sự cũng không có gì khiến ta chán ghét. Vậy ta tiết lộ cho ngươi một số chuyện miễn phí. Thứ nhất, tiên tri gài rất nhiều người, trong số những người đó không bao gồm ngươi. Thứ hai, ông ấy làm vậy thực ra cũng không phải chuyện xấu, cũng không có bất kỳ tâm tư nào. Có thể nói ông ấy thực sự là người trí công vô tư, là một người khiến ta kính nể ở nhiều phương diện. Thứ ba, nói đến đây, nàng ta nhìn thẳng vào Diệp Huyên, thứ ba, tiên tri đã biến mất vĩnh viễn rồi, ông ấy không thể xuất hiện lại nữa. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, vậy là sao? Tiểu Đạo cười nói, có nghĩa là ông ấy đã vì một số chuyện mà hy sinh bản thân mình. Mà chính sự hy sinh này đã khiến ông ấy biến mất vĩnh viễn. Cho dù có xuất hiện chẳng qua cũng chỉ là lấy một phương thức khác để xuất hiện mà thôi. Nghiêm túc mà nói, tiên tri đã chết rồi. Đây chính là điểm mà ta kính nể ông ấy. Vì lý tưởng của mình mà nguyện ý gục đầu đổ máu, cho dù thân tử đạo tiêu cũng không hối tiếc. Diệp Huyên thấp giọng nói, ông ấy đã chết thật rồi ư. Tiểu Đạo khẽ cười, không thể nói là chết, chỉ có thể nói ông ấy thực sự không còn nữa rồi. Diệp Huyên lại nói, mục đích của ông ấy là gì? Tiểu Đạo nhìn Diệp Huyên, tiêu diệt hoàn toàn ngũ duy kiếp, để ngũ duy kiếp không còn xuất hiện trên vũ trụ này nữa. Diệp Huyên trầm giọng nói, Tiểu Đạo tiền bối, ngũ duy kiếp là kiếp nạn gì vậy? Cái này do người làm hay là do ý trời? Hay là một thế lực nào khác làm ra? Tiểu Đạo im lặng. Tiểu Đạo nói, không thể nói à? Tiểu Đạo cười nói, cũng không có gì không thể nói. Ngũ duy kiếp này chính là tâm tư của con người. Diệp Huyên, ngươi tin vào nhân quả báo ứng không? Diệp Huyên gật đầu, tin. Tiểu Đạo dựa vào ghế, trong mắt cuộn trào đợt sóng, giống như nhớ tới chuyện cũ, ngươi biết dáng vẻ ban đầu của vũ trụ này thế nào không? Diệp Huyên hỏi, dáng vẻ ban đầu ư? Tiểu Đạo cười nói, chính là lúc vũ trụ vừa mới được sinh ra. Diệp Huyên lắc đầu, ta không biết. Tiểu Đạo nhìn Diệp Huyên, ta biết. Lúc đó khi vũ trụ vừa mới sinh ra, vạn vật sinh sôi, linh khí chí ít cũng nhiều hơn bây giờ mấy ngàn lần. Ngàn lần. Nghe vậy,
vẻ mặt Diệp Huyên nhất thời trở nên ngưng trọng, ngàn lần. Tiểu đạo gật đầu, đừng cho rằng ta nói khoa trương, ta không phóng đại một chút nào. Khi vũ trụ vừa mới sinh ra không có người tu luyện, không có cướp bóc, vũ trụ sinh trưởng tự nhiên, đẹp vô cùng. Lúc đó thiên đạo vẫn đơn thuần, cực kỳ ngây thơ, không biết hiểm ác nhân gian. Sau đó vũ trụ này bắt đầu dần dần xuất hiện thêm các loại sinh linh. Ban đầu vẫn rất tốt, vũ trụ rất náo nhiệt, thiên đạo cũng rất vui mừng. Nhưng sau đó, sự việc từ từ trở nên tồi tệ. Diệp Huyên nói, tranh đấu. Tiểu đạo khẽ gật đầu, đúng vậy, sau đó bắt đầu tranh đấu, cướp đoạt, điên cuồng cướp đoạt vũ trụ. Đặc biệt là loài người, sau khi thế giới này xuất hiện loài người, thế giới này lại càng trở nên tồi tệ. Ngay lúc đó rất nhiều loài người thích tranh đấu, còn thích cướp đoạt linh khí, đương nhiên không chỉ có loài người mà còn một vài chủng tộc khác nữa. Ngược lại, sau khi những sinh linh này xuất hiện, linh khí của vũ trụ này càng ngày càng ít đi. Nói tới đây, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, ngũ duy kiếp thực ra chính là kiếp nạn chúng sinh, đây là đại nạn của tất cả sinh linh. Chúng ta không thể nói rằng chúng ta vô tội, chúng ta chỉ có thể nói rằng tất cả mọi thứ là nghiệp chướng. Diệp Huyên thấp giọng nói, kiếp nạn này vẫn luôn tồn tại đúng không? Tiểu đạo giật đầu, vẫn luôn tồn tại. Tiên tri muốn diệt trừ kiếp nạn này, khó, khó. Nhưng không phải không có hy vọng, chỉ ít bây giờ xem ra vẫn có chút hy vọng. Đương nhiên, đến cô gái váy trắng cũng có ý nghĩ mới được. Có điều, bây giờ có thể thấy trình độ nguy hiểm của người phụ nữ này căn bản không hề kém ngũ duy kiếp. Ta cảm thấy tiên tri đang đùa với lửa. Một khi chơi không cẩn thận thì không cần chờ ngũ duy kiếp nữa, người phụ nữ kia mà phát điên lên thì mọi người sớm trải qua ngũ duy kiếp trước. Diệp Huyên. Bên trong tiệm cầm đồ, tiểu đạo mở một cuốn sổ nhỏ ra xem, một lát sau bèn nói, trước tiên không nói đến ngũ duy kiếp nữa, nói đến người hộ đạo đi. Những người hộ đạo này quả thật không hề đơn giản, nhưng cũng may, hiện tại bọn họ chưa đặt toàn bộ sự chú ý lên người ngươi, nếu không thì ngươi. Nói đến đây, nàng ta lắc đầu, cũng không đúng, cho dù tất cả bọn họ đều nhắm vào ngươi cũng chưa chắc giết được ngươi. Không nói cái khác, chỉ một mình A-La là đủ rồi. Người có thực lực cường đại bên cạnh Diệp Huyên không chỉ có một người. Diệp Huyên nói, bất kể thế nào ta cũng không muốn ngồi chờ chết. Tiểu đạo gật đầu, ý này có thể, bị động phòng ngự quả thật là ngồi chờ chết. Nói xong nàng ta bấm tay một chút. Một điểm bạch quang đi vào giữa ấn đường Diệp Huyên, đây là chút tin tức về người hộ đạo mà ta có thể nói miễn phí cho ngươi. Diệp Huyên ôm quyền, đa tạ. Tiểu đạo cười nói chút về ác ma nhạn và thần đế kia đi. Diệp Huyên nói, bọn họ truyền lại cho ta. Hơn nữa, bọn họ dường như là đã bắt tay giảng hòa. Tiểu đạo gật đầu, bọn họ cũng học được cách thông minh rồi. Diệp Huyên hỏi, bọn họ sẽ tìm thiên đạo báo thù chứ? Tiểu đạo lắc đầu, bọn họ không dám. Nói xong nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, thiên đạo không có ác ý với ngươi. Diệp Huyên gật đầu, nếu không có chuyện gì ta sẽ không đi tìm thiên đạo gây phiền toái. Ta cũng không phải dạng ngu xuẩn. Tiểu đạo cười nói, ác ma nhạn và thần đế đã truyền lại cho ngươi, ngươi đừng nghĩ nhiều, bọn họ cũng không có ác ý gì với ngươi đâu. Dù sao có lợi thì ngươi cứ nhận, còn về phần lợi ích mà nhân quả mang lại ngươi cũng đừng sợ. Người đủ phúc phận để hưởng lợi ích này. Diệp Huyên thấp giọng nói, tiểu đạo cô nương, cô nói đã từng thấy hình dạng của vũ trụ ngũ duy thời kỳ đầu, nhưng cô không phải thiên đạo, vậy rốt cuộc cô là ai? Tiểu đạo chớp chớp mắt, vấn đề này phải thu tiền nha. Diệp Huyên không nói gì. Tiểu đạo cười nói, đối với vũ trụ ngũ duy của các ngươi mà nói, ta chính là khách. Diệp Huyên nhíu mày, vậy là ý gì? Tiểu đạo lắc đầu, chẳng có ý gì cả. Người lo chuyện của mình trước đi. Diệp Huyên suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu, tiểu đạo tiền bối, ta đi đây. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, đừng ra cửa này. Nghe vậy, hai mắt Diệp Huyên lập tức híp lại. Đừng ra cửa này. Diệp Huyên quay đầu nhìn, ngoài cửa không có một ai. Diệp Huyên nhìn về phía tiểu đạo cô nương có ý gì? Tiểu đạo cười cười không nói gì. Diệp Huyên trầm mặc, hắn biết. Chuyện này không hề đơn giản. Diệp Huyên đứng dậy, lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, phải nghĩ kỹ. Diệp Huyên gật đầu, ta có thể ở đây suốt không? Tiểu đạo im lặng. Diệp Huyên mỉm cười,
sau đó nói, nếu bọn họ đã đến đây, vậy thì để ta gặp chút xem sao. Nói xong, hắn đi ra phía ngoài cửa. Vừa mới ra khỏi cửa, cảnh tượng xung quanh hắn đột nhiên biến đổi một hồi, chốc lát sau, hắn đã xuất hiện bên trong một không gian không biết tên. Giữa hai hàng lông mày của Diệp Huyên, đạo tắc không gian ngưng tụ lại. Nhưng hắn phát hiện, không gian xung quanh không hề chuyển động. Không thể khống chế. Đừng lãng phí sức lực nữa. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ phía sau Diệp Huyên. Diệp Huyên xoay người nhìn lại, cách đó không xa trước mặt hắn có một người đàn ông trung niên đang đứng. Người đàn ông trung niên mặc một bộ trường bào rộng thùng thình, hai tay cất trong tay áo, trên mặt mang theo một dáng vẻ tươi cười thản nhiên. Diệp Huyên cười nói, đạo sử. Người đàn ông trung niên lắc đầu cười, ta không phải đạo sử. Hiện tại ngươi chưa đủ trình để đạo sử phải ra tay. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, gật đầu, ra tay. Người đàn ông trung niên xòe lòng bàn tay, một trường thương khẽ xuất hiện, ông ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngay sau đó, ở phía xa sắc mặt Diệp Huyên đại biến. Thịch! Trong nháy mắt Diệp Huyên đã lùi xa hơn 10 trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên nhìn trước ngực mình, giáp trúc long trước ngực hắn đã xuất hiện một vết lõm. Một cây trường thương thật mạnh. Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông trung niên kia, lực đạo của cây thương này không ổn rồi. Đến cả áo giáp ta mặc cũng không xuyên qua nổi. Người đàn ông trung niên cười nói, khá khen cho một giáp trúc long. Nào, để ta xem chiếc giáp này của ngươi có thể chịu được bao nhiêu nhát thương của ta. Nói xong, ông ta đột nhiên biến mất. Nhanh đến cực hạn. Diệp Huyên híp hai mắt, đâm một kiếm ra. Trong nháy mắt khi hắn đâm một kiếm ra, bụng của Diệp Huyên lập tức cảm thấy một cỗ sức mạnh cường đại. Chớp mắt, cỗ sức mạnh kinh khủng này đã đẩy hắn lùi xa hơn 10 trượng. Hắn còn chưa dừng lại thì đột nhiên cây trường thương đã đi tới yết hầu hắn. Diệp Huyên dậm mạnh chân phải. Bịch! Trong nháy mắt một cỗ sức mạnh thần bí đã chân áp. Kiếm vực! Trong chốc lát khi kiếm vực kia xuất hiện, cây trường thương này đột nhiên dừng lại. Lúc này, Diệp Huyên lại đâm một kiếm nữa ra. Vụt! Một kiếm này đâm ra liền đâm vào không khí. Chân phải của người đàn ông trung niên đã lùi xa hơn chục trượng. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên khẽ nhếch khóe miệng tiếp đi. Lời nói vừa dứt, người chợt biến mất. Lúc này, đôi cánh ác ma sau lưng đột nhiên xuất hiện. Ầm! Diệp Huyên cũng biến mất theo. Ầm ầm! Một tiếng nổ vang lên. Diệp Huyên và người đàn ông trung niên quay về vị trí ban đầu. Trên mặt người đàn ông trung niên có một vết kiếm, nhưng trên người Diệp Huyên không có hề hấn gì. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, đôi cánh ác ma của tổ tiên ác ma. Xem ra cơ duyên của ngươi không phải may mắn bình thường đâu. Nhưng ngươi quá ỷ lại vào vật ngoài thân rồi. Diệp Huyên cười nói, ngươi sống bao nhiêu năm rồi? Người đàn ông trung niên nói, rất nhiều năm rồi. Ta đã không còn nhớ nữa. Diệp Huyên cười nói, ta mới sống hơn 20 năm, ngươi nói xem, ta đánh với ngươi, ta không dùng ngoại vật thì dùng cái gì? Người đàn ông trung niên suy nghĩ, sau đó gật đầu, nói cũng đúng. Nào, để ta xem bảo vật của ngươi có bảo vệ tính mạng cho ngươi được không? Nói xong, ông ta đột nhiên tiến lên phía trước một bước, cây trường thương trong tay đột nhiên đâm ra. Cú đâm này đã khiến không gian trước mặt Diệp Huyên trực tiếp vỡ vụn. Trường thương phá không mà đến, một thương này giống như đến từ thời xa xưa, mang theo hơi thở của thời hoang cổ. Sức mạnh cường đại kia trực tiếp khiến không gian xung quanh hắn trở nên hư ảo. Đúng lúc này, Diệp Huyên khẽ lật tay trái, một chiếc khiên hình vuông màu vàng xuất hiện trong tay hắn. Khiên tu di. Tay trái Diệp Huyên cầm khiên giơ lên đỉnh đầu. Ầm. Khiên tu di run lên kịch liệt, một cỗ sức mạnh cường đại từ bên trong khiên tu di chấn động mà ra. Người đàn ông trung niên kia đã bị đẩy lùi ra ngoài cả trăm trượng. Ông ta vừa mới dừng lại, thương trong tay rung lên dữ dội. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, sức mạnh tu di, khiên này của ngươi. Diệp Huyên cười nói, vừa mới có được, lúc trước còn không biết uy lực thế nào, hiện tại đã biết rồi. Xem ra cũng được đấy. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, Diệp Huyên, bảo vật của ngươi thật sự không ít đâu. Nếu như giết ngươi đúng là hời rồi. Diệp Huyên cười nói, nào, thử xem.
Người đàn ông trung niên xòe bàn tay, cây trường thương trong tay ông ta đột nhiên biến thành một cây thương bạc. Trên đỉnh mũi thương còn có một sợi hồn phách thanh long màu bạc. Người đàn ông trung niên cười nói, nào, để ta xem cây thương này có thể phá khiên của ngươi hay không. Nói xong ông ta chợt biến mất. Khi ông ta biến mất, trường thương đã đâm lên khiên tu di của Diệp Huyên. Diệp Huyên lập tức bạo lui, nhưng khiên tu di không chút tổn hại. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, người đàn ông trung niên đột nhiên quét mạnh cây trường thương, đòn quét này quét thẳng vào khiên tu di. Uinh uinh! Chớp mắt Diệp Huyên đã lùi trăm trượng. Hắn vừa mới dừng lại, không gian phía sau hắn trực tiếp vỡ vụn. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên. Lúc này, một tiếng rồng gầm đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, một cỗ sức mạnh cường đại phả thẳng vào mặt của hắn. Diệp Huyên nhếch miệng cười, giơ khiên lên đỉnh đầu. Lần này, hai tay hắn nâng khiên, trực tiếp không dùng kiếm. Ầm ầm, một tiếng nổ như tiếng sấm sét vang dội giữa không trung. Diệp Huyên lùi liền mấy trượng, còn người đàn ông trung niên kia trực tiếp bị chấn động lùi xa cả trăm trượng. Ông ta bị chính sức mạnh của mình đẩy lùi. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên, cười nói, nào, tiếp tục. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, khiên này của ngươi không tầm thường. Diệp Huyên cười nói, quá khen, thật ra thương của ngươi cũng không tồi, chỉ là sức mạnh của ngươi không đủ. Người đàn ông trung niên lắc đầu cười, Diệp Huyên, ta phải thừa nhận, ta. Đúng lúc này, Diệp Huyên bỗng khoát tay áo, đừng nói với ta những thứ có hay không nữa. Nào, đánh chết ta đi, xin chết. Người đàn ông trung niên híp mắt lại, ông ta nắm chặt cây thương bạc. Một cỗ sức mạnh cường đại ngưng tụ từ trong cơ thể ông ta, cùng lúc đó, con rồng màu bạc trên đỉnh cây trường thương trong tay ông ta đột nhiên rít gào. Tiếng rồng gầm rung chuyển đất trời. Vẻ tươi cười trên mặt Diệp Huyên dần biến mất, người đàn ông trung niên này thật sự muốn chết mà. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên đột nhiên nhún người nhảy. Trong không trung, người đàn ông trung niên đâm ra một mũi, phía trên mũi thương, một con rồng màu bạc mang theo mũi nhọn không địch nổi quét qua, đâm thẳng vào Diệp Huyên. Trong phút chốc, Diệp Huyên cảm nhận được một cỗ sức mạnh cường đại đè lên. Khóe miệng Diệp Huyên hiện lên một tia dữ tợn, hai tay hắn giơ khiên lên chống ta chắn. Mũi nhọn của cây thương cùng với hồn phách ngân long trực tiếp đánh lên khiên tu di. Uinh uinh! Đột nhiên không gian quanh người Diệp Huyên trở nên sao động giống như thủy triều. Từng luồng sức mạnh cường đại điên cuồng làm rung động khắp bốn phía. Hai tay Diệp Huyên nắm chặt khiên tu di, tùy ý quật vào cỗ sức mạnh cường đại kia. Cứ như vậy khoảng một khắc sau, mặt kia chiếc khiên của Diệp Huyên kiên cường chống đỡ. Có điều cũng vì thế mà Diệp Huyên đã lùi xa chừng trăm trượng. Sắc mặt Diệp Huyên có chút tái, tuy hắn đỡ được một thương này nhưng cũng không dễ dàng. Phía xa, sắc mặt người đàn ông trung niên có chút âm trầm, ông ta không ngờ khiên tu di này mạnh đến thế. Ngay cả thương của hắn cũng cản được. Mà ông ta tự nhiên quên mất, Diệp Huyên còn một bộ giáp trúc long. Đánh kiểu gì? Trong lòng người đàn ông trung niên dâng lên một cảm giác bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, ta thấy cứ đánh nhau như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả, hay là đổi cách khác đi. Ta không dùng khiên tu di, cũng không dùng giáp trúc long, chúng ta đánh bằng bản lĩnh thực sự. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Diệp Huyên cười nói, rất đơn giản, dùng linh hồn của ngươi đánh với ta. Chúng ta dùng phương thức linh hồn để đánh một trận chiến công bằng, ngươi thấy thế nào? Người đàn ông trung niên híp hai mắt lại, ngươi chắc chứ? Diệp Huyên gật đầu, ta cũng muốn xem rốt cuộc thực lực của ta thế nào. Dùng ngoại vật ta không nhìn ra được. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngươi chắc chắn ngươi không cần giáp trúc long và khiên tu di. Diệp Huyên nói, ta lấy danh nghĩa kiếm tu thể với trời, trận chiến tiếp theo, ta tuyệt đối không dùng giáp trúc long và khiên tu di. Trong hư không, người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, cười nói, xem ra ngươi không hề sợ hãi. Nhưng không sao, ta cũng muốn gặp quân bài chưa lật của ngươi một chút. Lời nói vừa dứt, linh hồn của ông ta đột nhiên rời khỏi thân thể. Một khắc sau khi linh hồn xuất hiện, linh hồn của Diệp Huyên cũng đột nhiên rời khỏi thể xác. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên đột nhiên cầm cây thương vọt về phía Diệp Huyên.
hiển nhiên, là sợ Diệp Huyên đổi ý. Xa xa, Diệp Huyên híp hai mắt lại, hắn nắm chặt kiếm Thiên Chu trong tay, khi người đàn ông trung niên kia chỉ còn cách trước mặt hắn chừng 10 trượng, hắn đột nhiên nhún người nhảy đến trước mắt người đàn ông trung niên. Đúng lúc này, kiếm Thiên Chu trong tay hắn đã biến thành kiếm Chấn Hồn. Trong nháy mắt khi kiếm Chấn Hồn xuất hiện, sắc mặt người đàn ông trung niên bỗng lập tức biến đổi. Giờ phút này, ông ta đã hiểu vì sao Diệp Huyên muốn đấu một mình với ly hồn của ông ta. M. Mưu. Tuy ông ta đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Huyên lại lấy kiếm Chấn Hồn ra. Giờ phút này, mặc dù trong lòng người đàn ông trung niên kinh hãi tột độ, nhưng không còn cách nào thu chiêu nữa, vì Diệp Huyên đã đi tới trước mặt ông ta. Người đàn ông trung niên đột nhiên thét lên, đâm ra một thương. Một thương này, ông ta dồn toàn bộ sức lực. Một thương này, không phải thể sống thì chính là phải chết. Lúc này, kiếm của Diệp Huyên đến. Bốn phía chân trời rung lên kịch liệt, một cỗ sức mạnh linh hồn cường đại chấn động xung quanh như sóng vỗ. Còn linh hồn người đàn ông trung niên kia trực tiếp đứng tại chỗ, không thể nhúc nhích. Nhất kiếm định hồn. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, đang định nói chuyện thì kiếm Chấn Hồn đột nhiên đi vào đỉnh đầu ông ta. Linh hồn của người đàn ông trung niên trực tiếp biến mất không thấy tăm hơi. Diệp Huyên vẫy tay phải, kiếm Chấn Hồn rơi vào trong tay hắn, kiếm Chấn Hồn rung lên dữ dội, tiểu hồn khá hưng phấn và nói, tiểu chủ, đại bổ. Diệp Huyên cười ha ha, vậy thì bồi bổ cho tốt vào. Tiểu hồn nói, tiểu chủ, những linh hồn như này có thể đến nhiều một chút không? Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười, tên nhóc nhà ngươi. Tiểu hồn cười hì hì, không nói gì nữa. Đúng lúc này, tiểu đạo kia đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, tiểu đạo đánh giá Diệp Huyên một chút, sau đó cười nói, bọn họ vẫn là đánh giá thấp thực lực của ngươi. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, từ giờ trở đi hẳn là sẽ không thế nữa đâu. Tiểu đạo cười nói, chắc là không đâu. Ngươi có biết vị trí của người hộ đạo không? Cũng chính là tổng bộ của bọn họ. Diệp Huyên lắc đầu. Tiểu đạo chớp chớp mắt, ngươi cho ta khí tím, ta nói cho ngươi. Diệp Huyên đen mặt lại, tiểu đạo cô nương, chúng ta chính là bằng hữu đó. Tiểu đạo nhàn nhạt nói, giảm 20%, giảm giá cho ngươi 20%. Diệp Huyên thấp giọng nói, ngươi muốn để ta đến hang ổ của người hộ đạo sao? Tiểu đạo cười nói, không phải ta muốn ngươi đi, mà là xem ngươi có muốn tự mình đi hay không. Diệp Huyên nói, nếu ta dẫn theo A-La đi, có thể diệt những người hộ đạo kia không? Tiểu đạo lắc đầu, không thể. Ngươi dẫn theo nàng ta đi, nàng ta có thể sống sót trở về, nhưng ngươi tuyệt đối không sống nổi. Nếu ngươi muốn diệt người hộ đạo một cách triệt để, chỉ có đi gọi cô gái váy trắng kia. Cô gái váy trắng? Diệp Huyên lắc đầu. Hiện tại hắn cũng không biết nàng ấy ở đâu. Đương nhiên với thực lực của hắn bây giờ, nhất định có thể tìm được nàng ấy. Nhưng vấn đề là tự mình đi tìm nàng ấy làm gì? Đi bên cạnh nàng ấy nhất định là an toàn. Nhưng hắn càng muốn dựa vào thực lực của mình hơn. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn có một loại tình cảm đặc biệt với cô gái váy trắng. Hắn không muốn dựa vào nàng ấy cả đời, càng không muốn trở thành gánh nặng của nàng ấy. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên lại nói, ngươi có biết vì sao người hộ đạo chỉ phái một tên đạo sử tới tìm ngươi không? Diệp Huyên nói, bọn họ xem thường ta. Tiểu đạo cười cười, có một phần nguyên nhân là vậy. Còn nguyên nhân thực sự chính là hiện tại bọn họ còn có kẻ địch mạnh hơn. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, kẻ địch mạnh hơn. Tiểu đạo gật đầu, bọn họ bị kiềm chân rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, rốt cuộc vũ trụ ngũ duy này rộng lớn bao nhiêu? Rốt cuộc có bao nhiêu thế lực hùng mạnh? Tiểu đạo chớp chớp mắt, đưa tiền đây. Diệp Huyên. Tiểu đạo cười nói, thôi vậy, nể tình ngươi tìm ác linh thạch về cho ta, ta sẽ nói cho ngươi vài điều miễn phí. Một là, nói vũ trụ ngũ duy lớn thì cũng không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Tại sao lại nói thế? Đối với một số người mà nói, những nơi bọn họ có thể đi đến là có hạn, vì lẽ đó, đối với bọn họ mà nói, vũ trụ ngũ duy rất nhỏ. Nhưng đối với một vài người mạnh mà nói, ví dụ như ta, vũ trụ ngũ duy quá lớn, chỉ ít cho tới tận bây giờ cũng không có biên giới. Có điều các nơi đa số đều là vùng đất hư vô. Còn có một vài nơi là chỗ cư trú của một số thế lực hùng mạnh đã khai phá.
Bao gồm cả ngục tối vô biên này cũng thế. Diệp Huyên hỏi, tiểu đạo cô nương, ngục tối vô biên này do ai tạo nên? Tiểu đạo cười nói, còn nhớ ngày đó ngươi đang ở bên cạnh bờ sông thì gặp phải độc cước nữ tử không? Diệp Huyên gật đầu, nhớ, là nàng ta tạo ra sao? Tiểu đạo gật đầu, chính là nàng ta. Biết được ngục tối vô biên này là do nàng ta tạo ra, bây giờ chỉ còn lại hai người. Diệp Huyên hỏi, cô và ai? Tiểu đạo chớp chớp mắt, cười nói, ở ngay trước mặt ta. Diệp Huyên ngẩn người, sau đó nói, chính là ta và cô, tiểu đạo cô nương, rốt cuộc nàng ta là ai? Tiểu đạo cười nói, cũng là một nhân vật không hề tầm thường. Ta có thể nói cho ngươi biết, nếu ngày đó không phải ta thì ngươi đã bị nàng ta giết rồi. Diệp Huyên còn muốn hỏi thêm gì đó, tiểu đạo lại nói, ngươi không cần hỏi. Thân phận thực sự của nàng ta không thể nói với ngươi được. Hơn nữa, cho tới bây giờ ngươi đã tiếp xúc không ít với những thế lực lớn của vũ trụ ngũ duy. Ta cũng không phân loại mạnh yếu của những thế lực này một cách tỉ mỉ với ngươi, ta có thể nói cho ngươi biết, bên trong những thế lực này, cho đến tận bây giờ, hư vô duy độ chỉ đứng thứ hai. Hư vô duy độ. Diệp Huyên thấp giọng nói, đứng thứ nhất là gì? Tiểu đạo lắc đầu, không thể nói cho ngươi. Có điều, nghiêm túc mà nói thế lực đứng đầu này khả năng sẽ không xuất hiện trên thế gian này nữa. Vì thế, ngươi có thể giải thích thành hư vô duy độ chính là đứng thứ nhất. Diệp Huyên truy hỏi, tại sao thế lực đứng đầu này lại không xuất hiện trên thế gian này nữa? Đây là tại sao? Tiểu đạo khẽ giật khóe mắt, sao tính tò mò của ngươi lại lớn thế nhỉ? Diệp Huyên. Tiểu đạo lại nói, ngược lại, bây giờ ngươi có thể hiểu thành hư vô duy độ chính là đứng đầu. Về phần hư vô duy độ ta cũng không thể nhiều lời với ngươi, nơi đó thật sự không đơn giản, tốt nhất là ngươi đừng đi. Ta cảm thấy vận may của ngươi có thể sẽ mất hiệu lực ở đó. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, hư vô duy độ và đại hoang quốc của A là cái nào mạnh hơn? Tiểu đạo trả lời không chút do dự, hư vô duy độ. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, thêm cả A-la thì sao? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, vẫn là hư vô duy độ. Nghe vậy Diệp Huyên lại hỏi, cùng cả cô gái váy trắng thì sao? A! Tiểu đạo đột nhiên hét lên, sau đó vung ra một cái tát. Bốp! Không có dấu hiệu báo trước, Diệp Huyên trực tiếp bị cái tát này đánh cho phải lùi xa mấy trăm trượng. Sau khi hắn dừng lại, hắn phun từ miệng ra một ngụm máu tinh. Cái tát vừa rồi trực tiếp đánh lục phủ ngũ tạng của hắn trọng thương. Quá kinh khủng. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên bấm tay một chút, một giọt nước suối sinh mệnh siêu cấp rơi xuống trước mặt Diệp Huyên, thật xin lỗi, không nhịn được mà động thủ. Diệp Huyên. Nhìn vẻ mặt oan ức của Diệp Huyên, tiểu đạo lắc đầu thở dài, nói thật, đôi lúc ngươi quả thực rất muốn ăn đòn. Ngươi có biết nhiều lúc ta rất kích động muốn đánh chết ngươi không? Diệp Huyên đen mặt lại. Vậy mà người phụ nữ này lại muốn đánh chết hắn. Mẹ kiếp! Thật là đáng sợ! Tiểu đạo đột nhiên nói, sao rồi, không bị thương nghiêm trọng chứ? Nói xong nàng ta đang định thu hồi giọt nước suối sinh mệnh kia, thấy thế, Diệp Huyên vội vàng cầm lấy giọt nước suối sinh mệnh ăn vào. Rất nhanh, toàn thân hắn đã khôi phục với tốc độ cực nhanh. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, lần sau đừng hỏi ta mấy vấn đề kiểu này nữa. Nếu không ta sẽ lại đánh ngươi. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó cười ngượng, ta chỉ tò mò thôi mà. Tiểu đạo lắc đầu, nàng ấy là một người không có quy tắc bên trong, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyên định nói gì đó, tiểu đạo cười nói, không thảo luận với ngươi nữa. Đúng rồi, ngươi có muốn biết tổng bộ của người hộ đạo không? Diệp Huyên nói, miễn phí à? Tiểu đạo lắc đầu, ta không nói. Nói xong nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên. Đúng lúc này, tiểu đạo lại dừng lại, nàng ta quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, cẩn thận tên đạo sứ kia, hắn ta cũng không nghĩ người khi nãy mạnh như vậy. Nói xong, nàng ta đã biến mất. Diệp Huyên đứng tại chỗ im lặng một lát, sau đó nhìn về phía kiếm trấn hồn trong tay, tiểu hồn, ngươi còn cần bao nhiêu linh hồn nữa mới có thể lên cấp lần thứ hai. Tiểu hồn nói, không biết nữa. Nhưng càng nhiều càng tốt. Diệp Huyên cười cười, sau đó nói, được, tới lúc đó nhất định sẽ tìm nhiều cho ngươi. Tiểu hồn cười hì hì, cảm ơn tiểu chủ. Diệp Huyên nhìn qua bốn phía, không gian xung quanh đột nhiên vỡ vụn. Rất nhanh,
Diệp Huyên đã xuất hiện tại cửa của tiệm cầm đồ Thiên Đạo. Diệp Huyên đi vào bên trong tiệm cầm đồ, Tiểu Đạo liếc mắt nhìn Diệp Huyên, có chuyện gì? Diệp Huyên thấp giọng nói, Tiểu Đạo cô nương, ra muốn biết vị trí của hộ đạo giả. Tiểu Đạo chớp mắt, 100 sợi khí tím. Diệp Huyên cũng không kỳ kèo mặc cả, lập tức bấm tay một chút, 100 sợi khí tím đã xuất hiện trước mặt Tiểu Đạo. Sau khi Tiểu Đạo thu hồi khí tím, nàng ta bấm tay một chút, một tia bạch quang đi vào giữa hai hàng lông mày của Diệp Huyên. Rất nhanh, trong đầu Diệp Huyên đã hiện lên vô số thông tin. Tinh vực Thiên Đạo. Người hộ đạo ở trên một mảnh tinh vực Thiên Đạo xa xôi, cách nơi ở hiện tại của hắn ít nhất cũng hơn 100 cái tinh vực xa như thế. Vô cùng xa. Một lát sau, Tiểu Đạo cười nói, bọn họ đang ở tinh vực Thiên Đạo, văn minh vũ đạo ở đó cực kỳ phát triển. Nếu ngươi muốn đi, ta có thể cung cấp cho ngươi một hồi chuyên trở. Nếu như ngươi ở bên ngoài đi xuyên qua ngân hà ít nhất cũng mất 10 năm, nhưng ở chỗ của ta chỉ cần nửa canh giờ, không những vậy ta còn có thể đón ngươi về. Toàn bộ quá trình chỉ cần 200 sợi khí tím. 200 sợi khí tím không mua được tổn thất, không mua được bị lừa, nhưng ở chỗ của ta có thể đưa ngươi đến tinh vực Thiên Đạo với tốc độ nhanh nhất. Thế nào? Diệp Huyên đen mặt lại, Tiểu Đạo, gần đây cô rất thiếu tiền phải không? Tiểu Đạo chớp chớp mắt, sau đó cười nói, thật ra, chính là thiếu khí tím. Thứ đồ chơi này có chút tác dụng đối với ta. Diệp Huyên bấm tay một chút, 400 sợi khí tím xuất hiện trước mặt Tiểu Đạo, còn thừa 200 sợi tử khó coi như ta tặng cô. Có điều sau này không thể làm ăn với Tiểu Đạo cô nương nữa. Bởi vì ta cũng chẳng còn bao nhiêu khí tím. Tiểu Đạo hơi lưỡng lự, sau đó nhận lấy 400 sợi khí tím. Diệp Huyên xoay người rời đi. Lúc này, Tiểu Đạo đột nhiên nói, ta cũng không thể hưởng lợi không của ngươi được. Ta cũng có đồ tặng ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyên giật giật mí mắt. Lúc này, tầng 9 đột nhiên nói, lệ cũ thôi. Lúc nghe thấy những lời này của Tiểu Đạo, mặc dù trong lòng Diệp Huyên vô cùng vui mừng, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra vô cùng trấn tĩnh bình thản. Hắn quay người lại, nghiêm mặt nói, Tiểu Đạo cô nương, cô thật quá khách sáo rồi. Tiểu Đạo nhìn Diệp Huyên. Cười nói, trước mặt ta đừng có dở trò ma mãnh. Nói đoạn, nàng lấy ra một chiếc hộp vuông đưa cho Diệp Huyên. Diệp Huyên có chút không hiểu, đây là... Tiểu Đạo cười nói, đây là một món đồ chơi nhỏ. Diệp Huyên mở chiếc hộp vuông ra, bên trong chiếc hộp có một người gỗ nhỏ, người gỗ sống động như thật, mà dáng vẻ của người gỗ nhỏ này chính là dáng vẻ của Tiểu Đạo. Diệp Huyên chớp mắt, Tiểu Đạo cô nương, cái này là... Tiểu Đạo cười nói, ta đang nghĩ, với tình bạn giữa chúng ta, tặng mấy thứ thần vật thần khí gì đó, thật sự quá thô tục rồi. Cho nên, ta tặng ngươi một món đồ chơi nhỏ do ta điêu khắc, đây là do đích thân ta khắc đó, mặc dù không phải là thần vật thần khí gì, nhưng nó đại diện cho tâm ý của ta. Ha ha! Lúc này, tầng 9 đột nhiên cười phá lên. Mặt Diệp Huyên đen lại, không biết đang nghĩ gì. Tiểu Đạo chớp chớp mắt, ngươi sẽ không ghét bỏ chứ? Diệp Huyên lắc đầu mỉm cười, hắn nhận lấy người gỗ nhỏ, sao có thể? Tiểu Đạo cười híp mắt, thích thì tốt, mau đi đi, thượng lộ bình an. Nói đoạn, ngón tay ngọc ngà của nàng chỉ một cái, một đường truyền tống trận xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên do dự một chút rồi nói, Tiểu Đạo cô nương, cô giúp ta tính thử, ta đi chuyến này, là phúc hay là họa? Tiểu Đạo chớp mắt, là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được. Diệp Huyên cạn lời, hắn không nói gì nữa, tiến vào trong truyền tống trận, chẳng mấy chốc, hắn đã hoàn toàn biến mất. Sau khi Diệp Huyên biến mất, Tiểu Đạo lắc đầu mỉm cười, cái tên giảo hoạt này. Chính vào lúc này, một người con gái xuất hiện cách phía bên phải của Tiểu Đạo không xa, người đến chính là cô gái một chân. Cô gái một chân nhìn Tiểu Đạo, không nói gì. Tiểu Đạo khẽ mỉm cười nói, ta đã để hắn đi rồi. Sau này... Hắn cũng sẽ chỉ thỉnh thoảng mới đến một lần, sẽ không thường xuyên đến nữa đâu. Cô gái một chân vẫn không lên tiếng, cứ đứng như thế nhìn Tiểu Đạo. Tiểu Đạo bước đến trước mặt cô gái một chân, cười nói có lẽ là thiện duyên. Cô gái một chân lắc đầu, bước đến. Dứt lời, nàng ta xoay người biến mất không thấy nữa. Tiểu Đạo lắc đầu mỉm cười, rồi xoay người rời đi. Tinh vực Thiên Đạo. Đây là một vùng tinh vực cổ xưa. Mà vùng tinh vực này, đã từng là nơi ở của Thiên Đạo,
thiên đạo ở vùng đất này sinh sống nhiều năm, chỉ là cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì mà đã biến mất. Mà sau khi thiên đạo biến mất không lâu, kiếp nạn của vũ trụ ngũ duy cũng xuất hiện. Thế là, vô số người cho rằng kiếp nạn của vũ trụ ngũ duy là do thiên đạo gây nên. Tinh vực thiên đạo có thể nói là một trong vô số tinh vực cổ xưa nhất của chư thiên vạn giới. Sau khi thiên đạo biến mất, một thế lực mới đã xuất hiện ở nơi này. Người hộ đạo. Đối với thế lực này, người ngoài biết về bọn họ cực kỳ ít, bởi vì bọn họ không thường xuyên lộ diện. Có điều, Diệp Huyên hiện giờ, bởi vì mối nhân duyên với tiểu đạo, nên đối với người hộ đạo cũng hiểu biết khá nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn dám đến tinh vực thiên đạo này. Nếu không có một chút hiểu biết gì về người hộ đạo, hắn sẽ không tùy tiện đến. Không biết đã qua bao lâu, Diệp Huyên xuất hiện ở trên một ngọn núi lớn, trong khoảnh khắc đáp xuống đó, Diệp Huyên ngây người. Linh khí của nơi này thực sự quá nồng đậm rồi. So với độ nồng đậm ở Phù Văn Tông kia chỉ ít cũng phải gấp 10 lần. Quả là một nơi tốt mà. Diệp Huyên có chút lấy làm lạ mà cảm thán. Nơi này, không hổ từng là nơi ở của thiên đạo chí cao mà. Lúc này, tầng 9 đột nhiên nói, đi về phía bên phải, bên đó có tòa thành. Đi bên phải. Diệp Huyên nhìn về phía bên phải, sao tiền bối lại biết bên đó có tòa thành? Tiền bối không phải là người của tinh vực thiên đạo đó chứ? Tầng 9 đáp, ta cảm nhận được. Diệp Huyên mỉm cười rồi ngự kiếm biến mất ở phía chân trời. Chỉ trong chốc lát, Diệp Huyên đã đến trước một tòa thành cổ, tòa thành được dựng với dựa núi, xung quanh được bao bọc bởi một con sông lớn, có thể nói là có núi, có sông sơn thủy hữu tình. Diệp Huyên nhìn về phía trên cổng thành, thành thiên đạo. Diệp Huyên nói, tiền bối, người có từng gặp qua thiên đạo trong truyền thuyết chưa? Tầng 9 đáp, người cho rằng ta đã gặp qua chưa? Diệp Huyên cười nói, ta rất hiếu kỳ về nàng ấy, muốn gặp thử, chỉ là không biết nàng ấy có phải là người có tâm hồn ăn uống hay không? Tầng 9 thấp giọng thở dài, tiểu tử, thiên đạo đó tuyệt đối không đơn giản, người tốt nhất đừng đi gây sự chú ý với nàng ta, bằng không, e là ngươi sẽ bị người ta chơi đến sợi lông cũng chẳng còn. Diệp Huyên gật đầu, ta sẽ không đi tìm nàng ấy đâu. Tầng 9 lại một lần nữa thở dài, nhưng ta cứ có một loại trực giác mách bảo rằng ngươi rất có khả năng sẽ gặp phải nàng ta. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, trực giác của ngươi có chuẩn không? Tầng 9 đáp, căn bản là chưa từng khiến ta thất vọng. Diệp Huyên trầm mặc một lát rồi mỉm cười nói, gặp thì gặp thôi. Nói xong, hắn bước vào trong thành. Bên trong thành, dòng người tấp nập, cũng đều là một vài người tu luyện, mặc dù lớn mạnh, song cũng không phải là thái quá. Diệp Huyên nói, tiền bối, người thấy người hộ đạo này liệu có nhận ra ta không? Tầng 9 đáp, từ nơi này đi thư viện Vạn Duy, với tình huống bình thường, phải mất 10 năm. Mà thế giới này, chỉ có hai tòa truyền tống trận, một tòa chính là truyền tống trận của người hộ đạo bọn họ tự kiến lập. Tòa truyền tống trận thứ hai chính là của tiểu đạo, vậy nên, dưới tình huống thông thường, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho rằng ngươi có thể đến được nơi này. Diệp Huyên cười nói, như vậy thì tốt. Tầng 9 nói, ngươi muốn làm gì? Khóe miệng Diệp Huyên khẽ nhếch lên, không có, ta không muốn làm gì cả, ha ha. Nói xong, hắn bước về phía xa xa. Việc mà hắn muốn làm hiện giờ chính là tìm hiểu tòa thành thiên đạo này. Vì thế, hắn đã dành trọn 3 canh giờ, cuối cùng cũng đã có được hiểu biết đại khái về thành thiên đạo này. Trong thành thiên đạo này, có 3 thế lực lớn, trong đó, thế lực mạnh nhất đương nhiên chính là người hộ đạo. Có điều, người hộ đạo này không hề ở trong thành, vậy nên, nói đúng ra, trong thành này cũng chỉ có 2 thế lực lớn, lần lượt là thiên tộc và đạo tộc. Điều thú vị là, 2 tộc này đều tự xưng là truyền nhân của thiên đạo. Mà ở tinh vực thiên đạo này, bọn họ cũng có kẻ địch, đó chính là ngoại vực thiên ma. Lúc bình thường, 3 thế lực lớn ít nhiều cũng có tranh đấu, thế nhưng, một khi đối mặt với ngoại vực thiên ma này, 3 thế lực lớn này liền sẽ vô cùng đoàn kết. Còn về ngoại vực thiên ma này, Diệp Huyên nghe ngóng được cực ít, hắn dự định quay về hỏi tiểu đạo, người con gái này nhất định là biết rất nhiều chuyện. Lúc này, tầng 9 đột nhiên nói, người muốn trà trộn vào trong đám người hộ đạo này. Diệp Huyên chớp mắt, tiền bối có cách sao? Tầng 9 nói, không có cách, ta chỉ là muốn để cho ngươi chết tâm, đừng có hy vọng gì nhiều.
Người hộ đạo này tuyển nhận cực kỳ nghiêm ngặt, bọn họ đối với người gia nhập vào trong thế lực của mình, sẽ có 3 bài kiểm tra, có thể nói, bài kiểm tra đầu tiên thôi ngươi cũng không thể vượt qua, bởi vì ngươi nhất định sẽ bị bại lộ thân phận, vì thế, đừng có gây sự chú ý nữa. Người hộ đạo không có ngu như ngươi nghĩ đâu. Diệp Huyên đột nhiên nói, tiền bối, hình như người rất quen thuộc với người hộ đạo. Tầng 9 đáp, hiểu biết chút ít. Diệp Huyên hỏi, tiền bối, có phải người bước ra từ tinh vực thiên đạo này không? Tầng 9 cười đáp, người đoán xem. Diệp Huyên nhạt giọng đáp, không đoán. Tầng 9 cười ha ha một tiếng, tiểu tử, người đừng quan tâm ta là ai. Dù sao, ta cũng đâu có hại ngươi, người nói xem. Diệp Huyên gật đầu, Chính vào lúc này, ở phía xa đột nhiên vang lên một tiếng động, Diệp Huyên quay đầu lại nhìn, thì chính lúc này, sắc mặt của đám người ở trong thành đồng loạt biến sắc, nhao nhao tháo chạy tứ phía. Diệp Huyên khẽ chau mày, có chuyện gì vậy? Chính vào lúc này, bầu trời bên ngoài thành đột nhiên nứt ra một khe hở cực lớn, cùng với việc khe hở này nứt ra, một luồng khí tức tà ác lớn mạnh đột nhiên quét ra. Diệp Huyên khẽ chau mày, đây là cái gì? Tầng 9 đáp, ngoại vực thiên ma. Diệp Huyên nói, mạnh không? Tầng 9 đáp, đối với ngươi mà nói, ngoại trừ mấy vị đỉnh cấp kia ra, thì còn lại đều không mạnh. Có điều, ta đề nghị ngươi ở chỗ này bớt dùng đám bảo vật đó lại, quá gây chú ý rồi. Diệp Huyên gật đầu, đã hiểu. Chính vào lúc này, từ trong thành đột nhiên vang lên một tiếng hét, tất cả mọi người, chống giặc. Giọng nói này vừa thốt ra. Vô số cường giả trong thành lần lượt nhảy lên tường thành, Diệp Huyên do dự một chút, sau đó cũng nhảy theo lên tường thành. Phía trên tường thành, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía không gian bị nứt kia, trong không gian đó đột nhiên xuất hiện vô số bóng đen, trong phút chốc, cả tòa thành bóng tối sầm lại. Diệp Huyên khẽ chau mày, đây chính là ngoại vực thiên ma. Diệp Huyên thầm hỏi, tiền bối, ngoại vực thiên ma này rốt cuộc là cái gì? Tầng 9 đáp, là một vài người sống sót ở ngoại vực. Diệp Huyên khẽ chau mày, ngoại vực. Tầng 9 đáp, phải. Đúng lúc này, các cường giả trong thành lần lượt phóng lên trời, lao thẳng về phía đám ngoại vực thiên ma kia, rất nhanh, đại chiến bắt đầu. Có rất nhiều ngoại vực thiên ma, nhưng, cũng có rất nhiều người, hơn nữa, càng lúc càng có nhiều người trong thành xông lên tường thành nghênh chiến với đám ngoại vực thiên ma kia. Đúng lúc này, một thiên ma đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, gã trực tiếp bổ nhào về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên đang định ra tay, thì đúng lúc này, một cô gái xuất hiện trước mặt hắn, cô gái cầm kiếm chém tới. Xoẹt! Đầu của thiên ma trực tiếp bay ra, máu tươi chảy như cột nhà. Sau khi cô gái giết thiên ma kia chỉ với một nhát kiếm, cô quay đầu lại liếc nhìn Diệp Huyên một cái, mọi người đều liều chết chiến đấu, tại sao ngươi lại đứng bất động ở chỗ này? Diệp Huyên do dự một chút rồi đáp, ta sợ. Sợ. Cô gái khẽ chau mày, ngươi sợ cái gì? Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta sợ chết. Cô gái nhìn Diệp Huyên, nam nhi tốt, há có thể sợ chết. Nói đoạn, nàng ta đặt kiếm vào trong tay Diệp Huyên, nào, theo ta cùng chiến đấu. Diệp Huyên nhìn thanh kiếm trước mặt, có chút do dự, lúc này, cô gái đột nhiên phẫn nộ nói, sao, ngay cả dũng khí cầm kiếm cũng không có. Diệp Huyên cạn lời, sao cô gái này cứ tìm đến mình cơ chứ? Đúng lúc này, lại có một con thiên ma khác bổ nhào về phía hắn và cô gái kia, cô gái nhìn Diệp Huyên, giết hắn. Diệp Huyên, con thiên ma kia càng lúc càng đến gần, cô gái cũng không có ý định động thủ, cứ như thế nhìn chằm chằm Diệp Huyên, cầm kiếm lên. Nam nhi có thể chết, nhưng không được hèn nhát, đừng có làm đồ bỏ đi, cầm kiếm lên, giết hắn cho ta. Diệp Huyên không nói gì, cũng không ra tay. Cô gái phẫn nộ quát, cầm kiếm lên. Chính vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên run giọng nói, cô nương, ta không biết dùng kiếm mà. Ta không biết mà, ta thực sự không biết mà. Chính lúc này, con thiên ma kia đã đến ngay phía sau lưng của cô gái. Cô gái cầm kiếm lên đâm ngược về phía sau một nhát. Xoẹt! Một kiếm đâm ra, con thiên ma đó còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị bay đầu. Cô gái quay đầu lại lạnh lùng nhìn Diệp Huyên một cái, rồi xoay người biết mất ở đường chân trời. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía đường chân trời, không thể không nói, thực lực của cô gái này rất mạnh, kiếm của đối phương còn chưa hoàn toàn nhập phàm,
nhưng đã có dấu vết của nhập phàm, có thể nói là bán bộ nhập phàm. Vừa rồi hắn không có tiếp kiếm, chính là vì sợ bị lộ tẩy. Hiện giờ hắn đã là phàm kiếm, một khi cầm kiếm, rất khó mà giấu được. Diệp Huyên thoáng nhìn xung quanh, rồi xoay người rời đi. Đối với việc đối kháng với thiên ma, hắn không hề có hứng thú. Diệp Huyên đã tìm được một nơi an tĩnh ở trong thành, hắn ngồi xếp bằng xuống, mục đích hắn đến lần này rất đơn giản, chính là nhắm vào người hộ đạo. Mà hiện giờ phải làm thế nào để nhắm vào người hộ đạo này, là cả một vấn đề. Đúng vào lúc này, mái nhà phía trên đỉnh đầu hắn đột nhiên nứt ra, một con thiên ma đột nhiên lao xuống, ngoại hình của con thiên ma này không khác với con người là mấy. Có điều, màu da của con thiên ma này lại là màu tím sẫm, hơn nữa, con người cũng không phải là màu đen, mà là màu nâu, ngoài ra, bọn chúng còn có một cặp sừng, toàn thân toát ra một luồng khí tức tà ác khó ngửi. Thiên ma đó nhìn chằm chằm Diệp Huyên, giây sau đó, gã trực tiếp xông về phía hắn. Mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, chính vào lúc hắn định ra tay, một thanh kiếm đột nhiên từ bên ngoài cửa bay đến. Ngay sau đó, ấn đường của thiên ma kia ngay lập tức bị nhát kiếm này xuyên thủng. Diệp Huyên quay đầu lại nhìn, lúc nhìn thấy chủ nhân của thanh kiếm vừa rồi, khóe miệng Diệp Huyên khẽ co giật, lại là cô gái đó. Chính là cô gái đã bắt hắn cầm kiếm ở trên tường thành trước đó. Mà lúc này bên cạnh cô gái đó còn có một nam một nữ, hai người này cũng dùng kiếm, hơn nữa, trên người đều toát ra kiếm ý vô cùng sắc bén, hiển nhiên, ba người này đều là kiếm tu. Cô gái cầm đầu cầm kiếm đi tới trước mặt Diệp Huyên, nhìn Diệp Huyên dò xét ngươi trốn ở chỗ này. Diệp Huyên do dự một chút rồi gật đầu. Đối phương đương nhiên không thể cảm nhận được khí tức của hắn, bởi vì hắn đã ẩn giấu hết toàn bộ khí tức của bản thân đi rồi, hơn nữa còn là dùng tháp ngục giới ngục để ẩn giấu. Có thể nói, người bình thường vốn không thể phát hiện ra được cảnh giới và thực lực thực sự của hắn. Thấy Diệp Huyên gật đầu. Cô gái khẽ nhíu mày, người sợ chết như vậy sao? Diệp Huyên liếc nhìn cô gái kia một cái, mỉm cười nói, vị cô nương này, hình như đây là chuyện riêng của ta. Cô gái nhìn Diệp Huyên, ngươi là đang muốn nói ta lo chuyện bao đồng sao? Diệp Huyên rất thành thật gật đầu. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông ở bên cạnh cô gái lập tức phẫn nộ nói, ngươi có ý gì? Diệp Huyên không để ý người đàn ông kia, mà nhìn về phía cô gái, cô nương. Xưng hô thế nào? Cô gái đáp, Thiên Hàm. Diệp Huyên cười nói, Thiên cô nương, ta còn có việc, ta xin cáo từ trước. Nói xong, hắn xoay người bỏ đi. Lúc này, Thiên Hàm đột nhiên ngăn Diệp Huyên lại, nàng ta nhìn Diệp Huyên, ta không muốn lo chuyện bao đồng, chỉ là hoàn cảnh của ngươi gần giống với những gì ta đã trải qua, cho nên ta mới nói nhiều mấy câu. Ngươi, không thể bị nỗi sợ hãi bản thân đánh bại, hiểu không? Diệp Huyên gật đầu, đa tạ cô nương đã chỉ bảo. Thiên Hàm lắc đầu, ta biết ngươi không nghe lọt, thôi vậy, tùy ngươi vậy. Dứt lời, nàng ta xoay người rời đi. Lúc bước ra tới cửa, nàng ta đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Diệp Huyên, thiên ma đã bị đánh lui, bọn ta muốn phản công, có muốn cùng bọn ta đến chiến trường ngoại vực không? Chiến trường ngoại vực. Diệp Huyên đang định từ chối, lúc này, tầng 9 đột nhiên nói, đi. Người hộ đạo đang trấn thủ ở nơi đó, người đến nơi đó, có thể gặp được người hộ đạo. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức gật đầu, đi. Người đàn ông ở bên cạnh Thiên Hàm đột nhiên nói, Thiên Hàm, dẫn hắn ta đi cùng, rõ ràng là. Thiên Hàm lắc đầu, không sao, thiên ma đã bị đánh lui, dẫn hắn theo rèn luyện một chút, sẽ không có chuyện gì đâu. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, đi theo bọn ta. Diệp Huyên gật đầu. Rồi nhanh chóng đi theo. Sau khi đi ra ngoài, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trên bầu trời có một đường nứt đen kịt, Thiên Hàm nói, đi. Nói xong, nàng ta cùng người đàn ông và cô gái bên cạnh ngự kiếm bay lên, Diệp Huyên không có ngự kiếm mà là ngự không bay lên, chính là một thuật phi hành đơn giản. Diệp Huyên phát hiện, xung quanh có vô số người cũng đang bay về phía khe nứt không gian kia. Phản công. Chẳng mấy chốc. Bốn người bọn họ đã tiến vào khe nứt không gian đó. Trong lối đi không gian, Thiên Hàm ở bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên nói, ngươi tên là gì? Diệp Huyên nhìn về phía Thiên Hàm, cười nói, Huyền Diệp. Huyền Diệp.
Thiên Hàm liếc mắt nhìn Diệp Huyên, trên người ngươi không có linh khí dao động, ngươi là đang che giấu linh khí của bản thân, hay bản thân ngươi chỉ là một thể tu? Diệp Huyên liền gật đầu, ta là thể tu. Thể tu. Nghe được lời này của Diệp Huyên, trong ánh mắt người đàn ông kia ngay lập tức hiện lên một tia khinh thường. Trong mắt Thiên Hàm kia thì lại hiện lên một tia đồng cảm. Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông, thế tu thì rất mất mặt sao? Người đàn ông lạnh giọng nói, chỉ có loại thường dân mới chọn con đường này, người thật sự có thiên phú, có năng lực, ai lại đi làm thể tu chứ? Diệp Huyên khẽ chau mày, thể tu ở nơi này lại có đãi ngộ kém như sao? Lúc này, Thiên Hàm đột nhiên nói, Lý Kỳ, cũng không thể nói như vậy, thể tu lớn mạnh chân chính cũng rất mạnh, nghe nói ở thời cổ đại, có cường giả đã tu luyện thân xác của mình đến cảnh giới kim thể bất diệt, loại cường giả này, thân thể của bọn họ có thể dung chuyển đất trời, vạn cổ bất diệt. Người đàn ông tên Lý Kỳ lắc đầu, Thiên Hàm, loại cường giả đó chỉ có trong truyền thuyết mà thôi, cô cũng không phải không biết, ở chỗ chúng ta, thân xác lớn mạnh cũng chỉ có thể chịu được thêm vài trận đánh mà thôi, chẳng có tác dụng gì. Nói đoạn, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyên, Huyền Diệp, người tu luyện thân xác, có phải là bởi vì thiên phú không tốt, hay là bởi vì nhà ngươi quá nghèo, không tu luyện được bí thuật thần thông? Diệp Huyên gật đầu, ta rất nghèo, thiên phú cũng không giỏi, cho nên, chỉ có thể lựa chọn tu luyện thân xác. Lý Kỳ cười nói, Thiên Hàm, cô xem, ta nói đâu có sai. Thiên Hàm bước đến trước mặt Diệp Huyên, tu luyện thân xác cũng không có gì là không tốt, ngươi nỗ lực một chút, đến lúc đó ta sẽ tặng ngươi một môn tâm pháp tu luyện, ngươi có thể luyện khí. Diệp Huyên do dự một chút rồi nói, thể tu thực sự rất yếu sao? Thiên Hàm khẽ gật đầu, sức mạnh bình thường ở trước bí thuật thần thông, quả thực có chút tạm chấp nhận. Có điều này cũng không có nghĩa cứ là thể tu thì thực sự rất yếu, tóm lại, ngươi chăm chỉ tu luyện là được rồi. Diệp Huyên gật đầu. Một bên, Lý Kỳ kia cười nói, tu luyện thân xác thật không có tiền đồ. Nói đoạn, hắn nhìn về phía người con gái bên cạnh, Thiên Nhạn, cô thấy sao? Người phụ nữ tên Thiên Nhạn nhạt giọng nói, Lý Kỳ, người nói nhiều như vậy làm gì? Hắn ta đi theo chúng ta, cũng đâu cần ngươi phải bảo vệ. Lý Kỳ hừ lạnh một tiếng, chiến trường ngoại vực đó không đơn giản, lại có thêm một tên vô dụng, đến lúc đó đừng có liên lụy đến chúng ta. Nghe vậy, Thiên Hàm khẽ nhíu mày, Lý Kỳ, sao bụng dạ ngươi lại hẹp hòi như vậy chứ? Lý Kỳ trầm giọng nói, Thiên Hàm, cô cái gì cũng tốt, chỉ là thích lo chuyện bao đồng. Thiên Hàm đang định nói, thì đúng lúc này, trước mặt ba người, một đường ánh sáng màu trắng xuất hiện ở phía trước không gian thông đạo, ngay sau đó, ba người cùng xuất hiện trên một chiến trường. Diệp Huyên quay đầu lại nhìn xung quanh, bốn bề đều là thiên ma và cường giả loài người, tiếng chém giết không ngừng vang lên, chấn động trời cao. Đúng lúc này, một thiên ma đột nhiên từ trên trời lao xuống, bổ nhào về phía bốn người Diệp Huyên, Thiên Hàm đứng đầu giơ tay vung kiếm chém một nhát. Xoẹt! Một tiếng kiếm vang lên, một đạo kiếm quang sáng như tuyết xẹt qua không trung, trực tiếp chém giết thiên ma kia. Thiên Hàm nhìn về phía ba người Diệp Huyên, các ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, nàng ta xoay người xông ra. Bên cạnh Diệp Huyên, Lý Kỳ kia liếc mắt nhìn Diệp Huyên, cười he he một tiếng, ngươi tự mình cẩn thận chút. Dứt lời, hắn xoay người biến mất ở cách đó không xa. Bên cạnh Diệp Huyên, Thiên Nhạn kia liếc nhìn Diệp Huyên một cái, ngươi đang giả vờ. Diệp Huyên chớp chớp mắt, giả vờ gì chứ? Thiên Nhạn cười khẩy, nhìn thấy xung quanh nhiều thi thể và thiên ma như vậy, trong mắt ngươi không có lấy nửa tia sợ hãi, thì chỉ có một khả năng, ngươi có thứ để dựa vào, đúng chứ? Diệp Huyên cười đáp, coi là vậy đi. Thiên Nhạn không nói gì nữa, xoay người biến mất ở cách đó không xa. Diệp Huyên liếc nhìn Thiên Nhạn một cái, tâm tư của nha đầu này thật chu đáo mà. Diệp Huyên thu lại suy nghĩ, hắn nhìn lướt qua bốn phía, trong lòng nói, tiền bối, người hộ đạo kia đang trấn thủ ở chỗ nào? Tầng 9 nói, đạo sơn, bên kia đều là người hộ đạo, có điều, ngươi không thể đi lối này, nếu ngươi đi lối này, nhất định sẽ bị chặn lại, còn nữa, ở đó có cường giả trấn thủ, ta có thể cảm nhận được, vô cùng nguy hiểm. Diệp Huyên gật đầu, đã hiểu. Đúng lúc này, một thiên ma đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, tốc độ của thiên ma kia vô cùng nhanh, gã trực tiếp tung một quyền đấm vào lồng ngực của Diệp Huyên. Bộp!
Diệp Huyên đứng yên tại chỗ bất động, mà thiên ma kia ngay lập tức bị đánh lùi ra xa 10 trượng, không chỉ có vậy, cánh tay phải của gã cũng bị nứt ra. Tôn thiên ma kia ngây người. Diệp Huyên nhìn về phía thiên ma kia, thiên ma nhìn tay của mình, ngay sau đó, gã lại lao ra, tốc độ của gã vô cùng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã lao đến trước mặt Diệp Huyên, sau đó gã giáng một quyền đấm vào đầu Diệp Huyên. Thiên ma kia trực tiếp bị lui ra xa mấy chục trượng, lần này, sau khi gã tiếp đất, mặt đất dưới chân trực tiếp nổ tung, mà bản thân gã cũng liền phun ra mấy ngụm máu. Diệp Huyên nhìn thiên ma, người đây là muốn làm gì? Thiên ma nhìn chằm chằm Diệp Huyên, thể tu. Diệp Huyên chớp chớp mắt, người không đánh ta, vậy thì ta đi nhá. Nói xong, hắn xoay người bỏ đi. Đúng lúc này, thiên ma kia đột nhiên gầm lên một tiếng, gã nhặt một thanh trường đao trên mặt đất lên rồi bổ mạnh về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên dừng bước, hắn quay người lại, lúc này, thanh đao kia trực tiếp bổ thẳng trên đầu hắn. Đùng! Thanh đao kia trực tiếp bị nổ tung, mà cơ thể của thiên ma kia trực tiếp bay đi, lần này, sau khi ngã xuống đất, thì gã cũng không thể đứng dậy được nữa. Bởi vì lục phủ ngũ tạng của gã đều đã bị tan nát. Diệp Huyên liếc nhìn thiên ma kia một cái, chân phải khẽ dậm nhẹ một cái. Đùng! Tôn thiên ma kia trực tiếp nổ tung. Diệp Huyên xoay người rời đi, mà chính vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời, thiên hàm đang bị mấy thiên ma vây đánh. Diệp Huyên không ra tay, bởi vì thiên hàm đó chẳng có nguy hiểm gì cả. Diệp Huyên nhìn về hướng đạo sơn, bước chân tăng tốc. Đúng lúc này, ở phía đường chân trời kia đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang trời, ngay sau đó, một luồng khí tức lớn mạnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn, tại nơi phía chân trời đột nhiên xuất hiện một xoáy đen. Với sự xuất hiện của xoáy đen này, ánh mắt của vô số người ở xung quanh đều chuyển rời qua đây. Diệp Huyên nhíu mày, tiền bối, đó là cái gì? Tầng 9 nói, có lẽ là có thiên ma hùng mạnh đến đây. Hùng mạnh. Diệp Huyên nhìn vòng xoáy kia, đúng lúc này, bên trong vòng xoáy kia hiện lên một bóng đen, cùng với sự xuất hiện của bóng đen đó, một áp lực vô hình đột nhiên chấn động ra từ phía chân trời. Không gian bốn phía lập tức sao động. Diệp Huyên nhíu mày, có chút mạnh. Tầng 9 nói, không phải chỉ có chút. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía bóng đen kia, bên trong bóng đen là một người đàn ông, sau lưng người đàn ông có một đôi cánh, trên đầu có một chiếc sừng. Tầng 9 nói, đây là Đại Thiên Ma, thực lực rất mạnh. Diệp Huyên hỏi, Đại Thiên Ma. Tầng 9 nói, giữa các thiên ma cũng phân cấp bậc, gồm Tiểu Thiên Ma, Đại Thiên Ma, Thánh Ma, Cổ Ma. Cổ ma gần như chưa từng có ai nhìn thấy, chỉ thuộc về truyền thuyết, thánh ma cũng ít gặp trong số thiên ma, hiện nay trong tộc thiên ma có lẽ cũng chỉ có 2-3 thánh ma. Cho nên, một vị đại thiên ma xem như là có tầm ảnh hưởng trong tộc thiên ma rồi. Xem ra, chuyện lần này không nhỏ. Diệp Huyên đang muốn nói, đúng lúc này, phía chân trời rung lên kịch liệt, ngay sau đó, từng bóng mở bỗng nhiên bay ra từ trong xoáy đen kia. Không chung. Đại thiên ma kia nhìn xuống phía dưới, cười nói, Lâm đạo, còn không ra sao? Bên trong ngọn núi xa xôi, một tia ánh sáng xanh đột nhiên phóng lên cao, ánh sáng xanh này dừng ngay trước mặt đại thiên ma kia, ánh sáng xanh tan đi, một người đàn ông trung niên hiện ra trước mặt đại thiên ma. Lâm đạo, một đạo sứ của người hộ đạo. Đạo sứ, ánh mắt Diệp Huyên dừng trên người đạo sứ kia, tiền bối, đây hẳn là người hộ đạo, phải không? Tầng 9 nói, có lẽ vậy. Không chung, Lâm đạo nhìn đại thiên ma kia, cười nói, Phù Gian, thế nào, các ngươi cuối cùng cũng không nhịn nổi sao? Đại thiên ma tên Phù Gian cười nói, có hơi không nhịn nổi rồi. Hôm nay thu chút tiền lãi trước đã. Nói xong, hắn ta đột nhiên vung tay phải lên. Trời đất bỗng rung chuyển dữ dội, phía sau Phù Gian hiện ra 3 xoáy đen, với sự xuất hiện của 3 vòng xoáy đen này. Lâm đạo nhất thời nheo mắt lại, sâu trong đôi mắt hắn ta hiện lên một tia ngưng trọng. Lúc này, bên trong 3 xoáy đen kia chợt lóe ra mấy trăm tàn ảnh. Hơi thở của mấy trăm tàn ảnh này cực kỳ mạnh, không phải thiên ma bình thường. Các cao thủ loài người nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức thay đổi. Không chung, Lâm đạo trầm giọng nói, quân đoàn thiên ma. Nói xong, hắn ta đột nhiên quay đầu về phía đạo sơn,
bảo bọn họ lập tức phái đạo quân đến. Đúng lúc này, một ông lão xuất hiện trước mặt Lâm Đạo, ông lão kia trầm giọng nói, chiến trường nơi đây đã bị phong tỏa, truyền ưng tức của chúng ta không thể truyền ra ngoài. Nghe vậy, Lâm Đạo hơi híp mắt lại, hắn ta nhìn về phía Phù Gian kia, xem ra tộc Thiên Ma các ngươi đã hạ quyết tâm rồi. Phù Gian cười nói, Lâm Đạo, đã chơi cùng các ngươi nhiều năm như vậy, cũng nên chấm dứt trò chơi nhàm chán này. Giết! Vừa dứt lời, quân đoàn Thiên Ma phía sau hắn ta bay thẳng xuống chỗ loài người. Lâm Đạo trầm giọng nói, ra tay. Phía dưới, vô số cao thủ loài người phóng lên cao, xông về phía quân đoàn Thiên Ma kia. Nhưng mà, những người cao thủ này căn bản không phải là đối thủ của quân đoàn Thiên Ma. Phía dưới, Diệp Huyên đang chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, Thiên Hàm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, Lý Kỳ và Thiên Nhạn cũng cùng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Thiên Hàm nhìn Diệp Huyên, đừng chạy lung tung, quân đoàn Thiên Ma đã bắt đầu hành động, người phải đi theo bên cạnh bọn ta, biết không? Diệp Huyên hơi do dự, đang định nói, đúng lúc này, một Thiên Ma lớn mạnh đột nhiên xuất hiện trước mặt bốn người, sắc mặt Thiên Hàm hơi thay đổi, xoay người chém một kiếm. Thiên Ma kia không trốn tránh, mà đánh thẳng một quyền ra. Thiên Hàm bị lùi về sau cả trăm trượng trong nháy mắt. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Lý Kỳ và Thiên Nhạn đều thay đổi. Mạnh như vậy, Thiên Ma kia không nói bất kỳ lời nào, bay thẳng đến chỗ Thiên Hàm, xa xa, Thiên Hàm hơi nheo mắt, nàng ta cầm kiếm bước một bước nhỏ lên trước, ngay sau đó, nàng ta vung mạnh một kiếm. Suy, một kiếm này, một đường kiếm quang sáng như tuyết rơi thẳng xuống. Xa xa, Thiên Ma kia đạp mạnh chân phải, mặt đất trong nháy mắt nổ tung tóe. Một lực lượng hùng mạnh nổ ầm trên kiếm quang kia. Rầm, kiếm quang vỡ vụn, mà lúc này, Thiên Hàm đột nhiên xuất hiện trước mặt Thiên Ma kia. Nàng ta đâm một kiếm về phía yết hầu của Thiên Ma, nhưng mà tốc độ của Thiên Ma kia nhanh hơn, đấm vào vùng bụng của nàng ta trước. Rầm, Thiên Hàm lập tức bị đánh lùi về sau hơn 50 trượng. Lý Kỳ và Thiên Nhạn nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thực lực của Thiên Ma này không phải mạnh bình thường. Thiên Ma vẫn không dừng tay, hắn ta bay thẳng đến chỗ Thiên Hàm, lúc này, Thiên Nhạn đột nhiên nhìn sang Lý Kỳ cùng nhau ra tay. Nói xong, nàng ta lập tức xông lên. Lý Kỳ hơi do dự một chút, sau đó rút kiếm đâm thẳng về trước. Thiên Ma kia chỉ đánh một quyền. Thiên Nhạn và Lý Kỳ lập tức bị đánh bay, mà Thiên Ma không thèm để ý hai người bọn họ, bay thẳng đến chỗ Thiên Hàm. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Nhạn lại lao ra, còn Lý Kỳ thì vẫn đang chần chừ, bởi vì một quyền vừa rồi, thanh kiếm trong tay hắn ta đã bị Thiên Ma ở trước mặt đánh vỡ. Hắn ta biết, mình không phải đối thủ của Thiên Ma ở trước mắt. Mà lúc này, Thiên Ma kia đã xông đến trước mặt Thiên Hàm đột nhiên gầm lên, nhảy vọt lên, lại chém một kiếm xuống, kiếm này vung xuống giống như muốn bổ đôi cả bầu trời này. Cùng với một mảnh kiếm quang bùng nổ, Thiên Ma kia bị chém lùi về sau, nhưng ngay sau đó, từ trong cơ thể Thiên Ma đột nhiên nổ qua một ánh sáng đen lớn mạnh, ánh sáng đen này lập tức thổi quét đến trước mặt Thiên Hàm. Sắc mặt Thiên Hàm khẽ thay đổi, trường kiếm trong tay run lên, chém ra một mảnh kiếm quang. Ầm vang! Hai lực lượng mạnh bùng nổ, Thiên Ma kia và Thiên Hàm liên tục lùi lại, mà chính vào lúc này, lại một Thiên Ma lớn mạnh khác đột nhiên xuất hiện trước mặt Thiên Hàm. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Thiên Hàm thay đổi rõ rệt, mà ngay tại thời khắc mấu chốt này, Diệp Huyên chắn trước mặt Thiên Hàm, Thiên Ma kia đấm một quyền lên ngực Diệp Huyên. Rầm! Cơ thể Diệp Huyên run lên kịch liệt, không chút sức mẻ, mà Thiên Ma kia thì lùi mạnh về sau gần trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều ngây cả người. Thiên Hàm ở phía sau Diệp Huyên cũng sững sờ tại chỗ. Diệp Huyên không sao cả. Xa xa Thiên Ma kia nhìn chằm chằm Diệp Huyên, thể tu. Diệp Huyên gật đầu cười nói, thể tu. Thiên Ma đột nhiên biến mất, xa xa, Diệp Huyên không hề động đậy, lúc này, Thiên Ma kia đánh một quyền hướng về phía yết hầu của hắn, Diệp Huyên vẫn không tránh né, để mặc Thiên Ma kia đánh vào yết hầu của hắn. Theo tiếng nổ vang lên, Thiên Ma kia bị đánh lùi xa trăm trượng, mà hắn ta mới vừa dừng lại, cơ thể lập tức nổ tung. Mọi người! Diệp Huyên nhìn tên Thiên Ma chỉ còn linh hồn kia, cười nói, còn đến nữa không?
Thiên ma nhìn thoáng qua Diệp Huyên, xoay người bước đi. Hắn ta biết, hắn ta đã gặp phải một người đáng gờm. Mà tên thiên ma còn lại cũng không ra tay, xoay người liền biến mất ở phía xa. Diệp Huyên cười cười, sau đó xoay người rời đi. Đúng lúc này, ba người đám thiên hàm chắn trước mặt Diệp Huyên, thiên hàm nhìn Diệp Huyên, người đã giấu đi thực lực. Diệp Huyên cười nói, thiên hàm cô nương, ta đã nói với người ta là thể tu, mà ngươi. Nói xong, hắn cười, không nói lời nào. Thiên hàm lắc đầu, là trí nhớ ta không tốt. Diệp Huyên cười nói, thiên hàm cô nương, bây giờ chỗ này rất nguy hiểm, người vẫn là nên tìm chỗ nào đó để ẩn nấp đi. Thiên hàm nhíu mày, người thì sao? Diệp Huyên chớp chớp mắt, ta cũng phải đi trốn. Thiên hàm nhìn Diệp Huyên. Thực lực của ngươi mạnh như vậy, vì sao không cùng chúng ta chống lại thiên ma? Diệp Huyên trầm lặng. Chống lại thiên ma? Hắn và thiên ma không thù không oán, đương nhiên sẽ không nhằm vào người ta. Mục đích duy nhất hắn tới đây là để đối phó người hộ đạo. Đó mới là kẻ địch thật sự của hắn. Diệp Huyên cười cười, nói thiên hàm cô nương, ta còn có việc phải làm. Thiên hàm do dự một chút. Sau đó thấp giọng thở dài, mỗi người đều có một chí hướng riêng, ta cũng không gò ép ngươi. Ngươi tự làm tốt việc của mình đi. Diệp Huyên gật đầu, thiên hàm cô nương bảo trọng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, Lý Kỳ đột nhiên nói, người ích kỷ. Diệp Huyên không thèm để ý. Thấy thế, Lý Kỳ cả giận nói, Huyền Diệp, ngươi chính là một người ích kỷ. Diệp Huyên dừng bước. Hắn xoay người nhìn về phía Lý Kỳ, ngươi không ích kỷ sao? Nếu ngươi không ích kỷ, thì vì sao ngươi không đi liều mạng với thiên ma? Đừng cho là ta không phát hiện, vừa rồi ngươi chuẩn bị chạy trốn. Nghe vậy, sắc mặt Lý Kỳ trở nên hơi u ám, Huyền Diệp, ngươi rõ ràng có thực lực mạnh như vậy, nhưng vẫn luôn che giấu không ra tay, ngươi không phải ích kỷ thì là gì? Hơn nữa, vừa rồi ngươi rõ ràng có năng lực chém giết hai tên thiên ma kia. Nhưng ngươi lại cố ý thả bọn chúng đi, ngươi có giáp tâm gì? Ngươi có phải là gián điệp của tộc thiên ma không? Ngươi! Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Kỳ. Ba! Lý Kỳ còn chưa kịp phản ứng lại, cả người hắn ta đã bị đánh bay xa mấy trăm trượng. Lý Kỳ vừa rơi xuống đất, Diệp Huyên giẫm chân lên ngực hắn ta, hắn nhìn xuống Lý Kỳ, ta chưa nghe rõ những lời ngươi vừa nói, ngươi có thể nói lại một lần nữa cho ta không? Nói xong, hắn đạp mạnh chân. Phốc! Miệng Lý Kỳ lập tức phun ra một ngụm máu, hắn ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên, mà lúc này, chân của Diệp Huyên lại dùng sức, lúc này, cơ thể Lý Kỳ lập tức bị nứt ra, thiên hàm nhìn thấy cảnh này, sắc mặt thay đổi, định ra tay, mà đúng lúc này, một hơi thở mạnh mẽ bao trùm lấy nàng ta, hơi thở mạnh mẽ này làm cho nàng ta không thể nhúc nhích. Nói đạo lý! Bây giờ hắn đã không còn muốn nói đạo lý nữa. Đừng bao giờ nói đạo lý với một người muốn hại ngươi, đối phó với người như thế, ngươi phải dùng nắm đấm với hắn ta. Xa xa, đồng tử thiên hàm hơi co lại, sức mạnh của hơi thở này vượt xa dự đoán của nàng ta. Lúc này, chân Diệp Huyên bắt đầu dùng sức, cơ thể Lý Kỳ đã hoàn toàn nứt ra. Sau khi ngửi thấy mùi chết chóc, sắc mặt Lý Kỳ thay đổi rõ rệt, vội vàng nói, Huyền huynh, thật có lỗi, là lỗi của ta, là lỗi của ta. Là ta khi không kiếm chuyện, là ta bất mãn với ngươi, nên cố ý tìm nguồn gốc của ngươi, tất cả đều là lỗi của ta, mong Huyền huynh giơ cao đánh khẽ. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đạp mạnh một cước. Cơ thể Lý Kỳ nổ tung, thần hồn câu diệt. Nhân từ. Con người có thể có lòng nhân từ, nhưng nhất định phải tùy đối tượng. Đối xử nhân từ với một số người chính là tàn nhẫn với chính mình. Thiên Hàm và Thiên Nhạn ở bên cạnh nhìn thấy Diệp Huyên dẫm chết Lý Kỳ, đều lập tức ngây người. Chỉ như vậy đã giết chết rồi. Hai người bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến Diệp Huyên lại giết chết Lý Kỳ như thế. Đừng nói bọn họ, ngay cả Lý Kỳ cũng không ngờ mình sẽ bị Diệp Huyên giết như thế. Không phải hắn ta đã tự nhận sai rồi sao? Vì sao vẫn muốn giết hắn ta? Không có đáp án. Sau khi giết Lý Kỳ, Diệp Huyên xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Thiên Hàm chắn trước mặt Diệp Huyên, nàng ta chỉ nhìn Diệp Huyên như thế, vì sao? Diệp Huyên cười nói, hắn ta có ý đồ xấu với ta. Thiên Hàm trầm giọng nói, nhưng hắn ta vẫn chưa làm hại ngươi.
Diệp Huyên chớp chớp mắt, vì sao nhất định phải đợi đến khi hắn ta làm hại ta, ta mới có thể trả thù hắn ta? Vì sao ta không thể giết chết hắn ta trước khi hắn ta có năng lực làm hại ta? Thiên Hàm nhìn Diệp Huyên, người rất máu lạnh. Diệp Huyên lắc đầu cười, Thiên Hàm cô nương, người trời sinh có tính lương thiện. Với riêng ta mà nói, ta thích tính cách này của ngươi, cũng thích làm bạn với người có tính cách giống ngươi. Nhưng, ngươi phải hiểu một điều, ngươi trời sinh có tính lương thiện, không có nghĩa là người khác cũng lương thiện. Còn một điều nữa, Lý Kỳ kia cố ý làm phiền ta, ta cũng không phải cha của hắn ta, vì sao ta phải chiều hắn ta? Thiên Hàm im lặng. Diệp Huyên cười cười, nếu ngươi muốn tìm ta báo thù, bây giờ có thể trực tiếp ra tay. Thiên Hàm nhìn Diệp Huyên, nàng ta có thể cảm nhận được, tuy rằng thiếu niên trước mặt cười hì hì, nhưng chỉ cần nàng ta dám ra tay, nàng ta chắc chắn sẽ chết. Thiếu niên này sẽ không nhân từ với nàng ta. Một lát sau, Thiên Hàm lắc đầu, xoay người rời đi. Diệp Huyên mỉm cười, bước nhanh biến mất ở cách đó không xa. Thiên Hàm nhìn bóng lưng Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, hắn ta rốt cuộc là ai? Thiên Nhạn ở bên cạnh đột nhiên nói, tỷ, người này không chỉ thần bí, thực lực còn vô cùng mạnh, chúng ta tốt nhất đừng trêu chọc hắn. Thiên Hàm nhìn thoáng qua thi thể của Lý Kỳ ở cách đó không xa, lắc đầu thở dài. Thiên Nhạn trầm giọng nói, Lý Kỳ này là một tên ngu xuẩn, biết rõ thực lực của đối phương mạnh, lại còn muốn cố ý khiêu khích, hắn hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Không đáng thương tiếc. Thiên Hàm ngẩng đầu nhìn quân đoàn thiên ma đầy trời, nhẹ giọng nói, không quan tâm bọn họ nữa. Chiến đi. Nói xong, nàng ta đạp mạnh chân phải, cả người phóng lên cao. Chấm, chấm. Xa xa, Diệp Huyên bước nhanh hơn, mục tiêu của hắn chính là đạo sơn. Bây giờ hắn muốn biết rõ về những người hộ đạo này, hắn tuyệt đối sẽ không đối xử nhân từ với người hộ đạo. Đám người này cách hắn không biết bao nhiêu tinh vực cũng không buông tha hắn, nếu hắn còn đối xử nhân từ với bọn họ thì chính là ngu xuẩn. Chỉ chốc lát, Diệp Huyên đã đến gần đạo sơn. Đạo sơn này cũng không lớn, cao khoảng tầm trăm trượng, từ vị trí của hắn nhìn lên, mơ hồ có thể thấy được một vài cung điện. Diệp Huyên ẩn giấu hơi thở, từ từ lẻn lên đạo sơn, mà khi lên đến đỉnh núi đạo sơn, trong số những cung điện kia đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Diệp Huyên hơi cau mày, hắn đang muốn đi vào, đúng lúc này, tiếng đánh nhau trong cung điện đó bỗng nhiên biến mất, ngay sau đó, cánh cửa cung điện trước mặt đột nhiên mở ra, một cô gái đi ra. Cô gái mặc chiếc váy dài màu đen, dáng người cao gầy, tóc tết ba bím, với nụ cười trên môi, nhưng khóe mắt lại chứa đầy ác ý, phía sau nàng ta còn có 10 người áo đen tay cầm loan đao. Thiên ma. Trong góc tối, Diệp Huyên nhìn đánh giá cô gái và đám người kia. Mấy thiên ma này không phải là đã tiêu diệt sạch người hộ đạo ở trong đó rồi chứ? Lúc này, cô gái kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Đạo ở chân trời, mà giờ phút này, ánh mắt Lâm Đạo cũng nhìn xuống, hắn ta nhìn chằm chằm cô gái, Nam Kha Ngạn. Cô gái tên Nam Kha Ngạn hơi nhếch khóe miệng, Lâm Đạo, nhìn thấy ta, ngươi có bất ngờ không? Ngạc nhiên không? Sắc mặt Lâm Đạo vô cùng u ám, hắn ta thật không ngờ. Thiên ma lại điều động những hai vị đại thiên ma trong một lần. Lâm Đạo nhìn lướt qua xung quanh, giờ phút này, những con người ở đây đã liên tiếp tháo chạy dưới sự vây đánh của quân đoàn thiên ma, mà hiện tại, mặc dù hắn ta đã liên hệ với bên ngoài, nhưng nơi này bị đại trận giam cầm, quân cứu viện bên ngoài căn bản không thể vào được trong chốc lát. Sự việc rất nghiêm trọng. Lâm Đạo đột nhiên nhìn về bốn phía, cả giận nói, tử chiến. Quân cứu viện lát sau sẽ tới. Tử chiến. Việc hắn ta có thể làm lúc này chính là cùng mọi người tử chiến, chờ đợi quân cứu viện. Phía dưới, Nam Kha Ngạn nở một nụ cười lạnh lùng, đúng lúc này, nàng ta cau mày, nhìn vào một góc bên cạnh, trong góc, Diệp Huyên đang ẩn nấp lập tức biến sắc, cô gái này đã phát hiện ra mình rồi. Diệp Huyên vừa định rút lui, Nam Kha Ngạn đột nhiên vung tay phải lên. Ầm. Chỗ góc nơi Diệp Huyên đang trốn lập tức nổ tung. Hủy diệt không gian. Cả người Diệp Huyên lộ ra. Nam Kha Ngạn nhìn Diệp Huyên, con người. Diệp Huyên cười cười, xin chào cô nương. Nam Kha Ngạn nheo mắt, nàng ta vung tay phải, một ánh sáng đen nổ trên người Diệp Huyên. Ầm. Ánh sáng đen vỡ tan, Diệp Huyên lùi lại mấy bước, nhưng lại không bị sao cả. Nam Kha Ngạn thấy vậy,
Trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thể tu. Diệp Huyên cười nói, vị cô nương này, ta không có ý trở thành kẻ địch của tộc Thiên Ma, chỉ là đi ngang qua, quấy rầy rồi. Nói xong, hắn xoay người bước đi. Hắn đến đây, chỉ muốn xem có thể tiêu diệt một vài người hộ đạo không, nhưng hắn không ngờ rằng toàn bộ người hộ đạo ở đây đã bị những Thiên Ma này giết sạch. Đúng lúc này, Nam Kha Ngạn đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên cười cười, ta không có ý muốn trở thành kẻ thù với các ngươi, nhưng nếu ngươi động thủ, thì ta sẽ không khách khí. Nghe vậy, Nam Kha Ngạn khẽ nhướng mày, không khách khí. Không khách khí như thế nào? Diệp Huyên lắc đầu cười. Hắn phát hiện, đúng như những gì tiểu đạo nói, người càng có thực lực thì càng tự phụ. Nghĩ vậy, Diệp Huyên chợt nhíu mày. Bản thân hắn chẳng phải cũng vậy sao? Nhưng vào lúc này, Nam Kha Ngạn đột nhiên biến mất tại chỗ. Xa xa, Diệp Huyên đánh một quyền ra. Ầm ầm. Không gian trước mặt Diệp Huyên đột nhiên nổ tung, Nam Kha Ngạn lùi trở về chỗ cũ, mà Diệp Huyên không nhúc nhích tí nào. Nam Kha Ngạn nhìn Diệp Huyên, lúc này đây, trong mắt nàng ta có một tia ngưng trọng. Diệp Huyên cười nói, còn muốn đánh không? Nam Kha Ngạn trầm giọng nói, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên nói, mục đích ta đến đây giống với các ngươi. Nghe vậy, Nam Kha Ngạn hơi nheo mắt, mục đích của ngươi là giết người hộ đạo. Diệp Huyên đang muốn nói, đúng lúc này, trong khoảng không phía chân trời, không gian nơi nào đó đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, vô số cao thủ loài người xông ra từ chỗ không gian bị nứt kia. Nam Kha Ngạn ngẩng đầu nhìn những cao thủ loài người kia, nhíu mày, quân hộ đạo. Diệp Huyên cũng nhìn về phía quân hộ đạo, không thể không nói, đám quân hộ đạo này quả thật rất mạnh, thực lực của thế lực người hộ đạo này không phải mạnh bình thường. Nam Kha Ngạn bỗng nhìn về phía Diệp Huyên, có hứng thú đến tộc Thiên Ma của ta không? Diệp Huyên đang định nói, một hơi thở hùng mạnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng vào Nam Kha Ngạn. Nam Kha Ngạn cười lạnh, sau đó hóa thành một ánh sáng đen phóng lên cao. Cuộc chiến lại bắt đầu. Diệp Huyên lặng lẽ lùi sang một bên, hắn nhìn đám quân hộ đạo ở phía chân trời, tự hỏi trong lòng tiền bối, quân hộ đạo này rất đông sao. Tầng 9 nói, không biết. Diệp Huyên đang muốn nói, phía chân trời đột nhiên truyền đến một giọng nói cổ xưa, rút. Giọng nói vừa dứt, quân đoàn Thiên Ma ở phía chân trời đều lũ lượt rút quân, Phù Gian đứng đầu cũng lập tức rút lui. Mà khi Nam Kha Ngạn rút lui, nàng ta nhìn thật sâu vào Diệp Huyên. Rất nhanh, quân đoàn Thiên Ma kia rút đi như thủy triều. Những cao thủ loài người nhìn thấy quân đoàn Thiên Ma rút lui, liền thở phào nhẹ nhõm, nếu tiếp tục đánh, sẽ chết càng nhiều người. Cách đó không xa, Diệp Huyên cũng chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, gã người hộ đạo Lâm Đạo kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, Diệp Huyên chớp chớp mắt, các hạ có việc gì? Lâm Đạo nhìn chằm chằm Diệp Huyên, mới vừa rồi ta thấy ngươi nói chuyện cùng với Nam Kha Ngạn của tộc Thiên Ma, các ngươi đã nói chuyện những gì? Diệp Huyên cười nói, không có gì, không nói gì cả. Lâm Đạo cười lạnh lùng, không có gì, ta không tin. Nói xong, hắn ta nhìn đánh giá Diệp Huyên một lượt, ta nghi ngờ ngươi là gián điệp của tộc Thiên Ma. Diệp Huyên cười nói, chứng cứ đâu? Lâm Đạo cười khinh thường, chứng cứ. Người hộ đạo chúng ta mà cần nói chuyện chứng cứ với ngươi sao? Nói xong, hắn ta ấn mạnh tay phải về phía Diệp Huyên. Ầm. Trong nháy mắt một áp lực mạnh mẽ bao trùm lấy Diệp Huyên, Diệp Huyên nhíu mày, đang muốn ra tay, nhưng vào lúc này, Thiên Hàm ở cách đó không xa đột nhiên nói, Lâm Đạo tiền bối, hắn không phải gián điệp của tộc Thiên Ma, mà là người của thiên tộc ta. Nghe vậy, Diệp Huyên nhìn về phía Thiên Hàm, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Cô gái này muốn làm cái gì? Lâm Đạo nhìn về phía Thiên Hàm, người của thiên tộc các ngươi. Thiên Hàm gật đầu, hắn là đệ tử của thiên tộc, hắn là do ta dẫn vào, hắn tuyệt đối không phải gián điệp của tộc Thiên Ma. Hơn nữa, hắn chỉ là một thể tu. Thể tu? Lâm Đạo nhìn đánh giá Diệp Huyên, nhíu mày, ngươi là thể tu. Diệp Huyên không nói gì. Thiên Hàm vội vàng nói, hắn quả thật là thể tu, Lâm Đạo tiền bối. Người nghĩ mà xem, vừa rồi cô gái kia còn ra tay với hắn đấy. Nếu là gián điệp, tộc Thiên Ma sao có thể ra tay với hắn? Lâm Đạo trầm lặng. Lúc trước,
hắn ta quả thật đã thấy Nam Kha Ngạn của tộc Thiên Ma ra tay với Diệp Huyên. Nghĩ vậy, sắc mặt Diệp Huyên dần nhu hòa, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói các hạ vừa rồi có thể giao đầu mấy hiệp cùng Nam Kha Ngạn, thật không đơn giản. Diệp Huyên cười nói, ta là thể tu, chịu đánh là điểm mạnh của ta. Lâm Đạo nhìn Diệp Huyên, không biết các hạ kế thừa từ đâu. Diệp Huyên đang muốn nói, Lâm Đạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn đi, ngay sau đó, hắn ta lập tức biến mất không thấy. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn, trên khoảng không kia có một ông lão tóc bạc đang đứng đó. Lúc này, Thiên Hàm đến bên cạnh Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, đại đạo sứ của người hộ đạo. Đại đạo sứ. Diệp Huyên nhìn thoáng qua ông lão tóc bạc, sau đó nhìn về phía Thiên Hàm, vì sao lại giúp ta? Thiên Hàm nhìn Diệp Huyên, ngươi không phải người của tộc Thiên Ma, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, ta không phải người của tộc Thiên Ma. Thiên Hàm nói, ngươi đi theo ta. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên do dự một chút, sau đó theo sau. Thiên Hàm dẫn Diệp Huyên đi đến phía bên kia. Nàng ta xoay người nhìn Diệp Huyên, người rốt cuộc là ai? Diệp Huyên cười cười, đang muốn nói, đúng lúc này, máu trong cơ thể hắn đột nhiên run lên. Diệp Huyên sửng sốt. Chuyện gì thế này? Huyết mạch chi lực phát điên gì thế? Lúc này, tầng 9 bỗng nhiên nói, có lẽ là huyết mạch cảm ứng, nơi này có thể có người có huyết mạch tương đồng với ngươi. Có huyết mạch tương đồng với hắn. Diệp Huyên đờ ra tại chỗ. Chấm. Bản thân là huyết mạch gì? Huyết mạch phong ma. Giống với huyết mạch mình thì chỉ có một cách giải thích, đó là ở đây có người thân nhất của mình. Diệp Linh. Không đúng. Diệp Linh là chuyển thế, vì vậy muội ấy không có huyết mạch phong ma. Thế thì có vấn đề rồi. Là ai? Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, máu huyết trong người hắn vẫn còn đang chuyển động, tựa như đang trả lời gì đó. Đột nhiên Diệp Huyên quay người rời đi. Thấy vậy, Thiên Hàm cũng sửng sốt, không nghĩ nhiều, nàng ta vội vàng đi theo. Ở phía xa, Diệp Huyên cứ đi như vậy, hắn cũng không biết bản thân muốn đi nơi nào, chỉ là cảm nhận được thứ gì đó đang dẫn mình đi. Thiên Hàm ở bên cạnh Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi sao vậy? Diệp Huyên lắc đầu, Thiên Hàm cô nương, ngươi quay về đi. Thiên Hàm nhìn Diệp Huyên, không nói gì, cũng không rời đi. Không lâu sau, Diệp Huyên đến trước một con sông, hắn đang định qua sông thì Thiên Hàm bên cạnh chợt ngăn hắn lại, người muốn chết sao? Diệp Huyên quay đầu nhìn Thiên Hàm thấp giọng nói, người có biết con sông này là sông gì không? Diệp Huyên lắc đầu. Thiên Hàm nói, đây chính là sông ranh giới, bên kia sông ranh giới chính là địa bàn của Thiên Ma tộc, đạo chủ người hộ đạo và tộc trưởng Thiên Ma tộc đã từng có giao ước, lấy sông này làm ranh giới, mọi người không xâm phạm nhau. Bất kỳ người nào của hai bên cũng không được vượt qua ranh giới này, kẻ vượt qua sẽ chết. Diệp Huyên nói, chẳng phải bây giờ các người đã đánh rồi sao? Thiên Hàm nói, đúng là đã đánh rồi. Vì vậy càng không thể qua sông, một khi ngươi bước qua sông này thì rất nguy hiểm, có hiểu không? Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn bên kia sông, hắn khẽ nhíu mày, có một loại cảm giác gì đó đang dẫn dắt hắn đi qua bên kia. Hắn biết. Bên kia có khả năng có người cũng huyết mạch với mình. Ngay lúc này, đột nhiên Thiên Hàm nói, chiến trường ngoại vực sắp đóng lại rồi, chúng ta phải rời đi mau. Diệp Huyên đang định nói thì lúc này, cảm giác lúc nãy đột nhiên lại biến mất. Mất rồi. Hắn nhíu mày, thật kỳ quái. Thiên Hàm nhìn bầu trời, sau đó nói, đi, nếu không chúng ta sẽ bị nhốt ở nơi này. Nói xong, nàng ta lập tức kéo Diệp Huyên biến mất. Mà sau khi hai người biến mất không lâu, một bóng người chợt xuất hiện trong sân, bóng người này liếc nhìn xung quanh, sau đó nhẹ giọng nói, huyết mạch phong ma, sao có thể? Diệp Huyên cùng Thiên Hàm rời khỏi chiến trường ngoại vực, sau đó hắn đi theo Thiên Hàm quay về Thiên Tộc. Thiên Tộc ở Thiên Đạo Thành cũng vô cùng có thế lực, mà Thiên Hàm này và Thiên Nhạn lại là con gái của tộc trưởng Thiên Tộc, hai cô gái đều là kiếm tu. Ở một chỗ trong viện, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, bây giờ hắn đang hồi tưởng lại mọi chuyện vừa nãy. Cảm ứng huyết mạch. Thật ra, đến bây giờ hắn cũng không biết rốt cuộc huyết mạch phong ma của bản thân là thế nào. Hắn biết mẹ của mình nhưng lại không biết cha là ai, người cha này trước giờ đều rất mơ hồ.
Lúc này, đột nhiên tầng 9 lại nói, cha ngươi có lẽ không phải người bình thường. Diệp Huyên lắc đầu, trước giờ ta cha từng gặp ông ấy. Cũng không biết ông ấy là ai. Tầng 9 nói, huyết mạch này của ngươi quá mạnh, người bình thường căn bản không thể có được huyết mạch này, theo ta đoán thì cha ngươi có lẽ cũng là đại lão nào đó. Diệp Huyên cười nói, có lẽ vậy. Tầng 9 nói, ngươi không hận cha ngươi. Diệp Huyên lắc đầu cười, có muội muội ta thì ai ta cũng không hận. Đối với hắn mà nói, chỉ cần Diệp Linh sống tốt là đủ rồi. Lúc này, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, nhìn ra ngoài cửa, vào đi. Lạch cạch, cửa mở ra, Thiên Hàm đi vào. Diệp Huyên cười nói, Thiên Hàm cô nương. Thiên Hàm nói, chuyện có chút nghiêm trọng. Diệp Huyên có chút nghi ngờ, chuyện gì nghiêm trọng. Thiên Hàm trầm giọng nói, năm trước, tuy Thiên Ma tộc và chúng ta có tranh đấu nhưng cũng chỉ là đánh nhỏ lẻ vụn vặt, cũng chỉ xem như luyện binh, nhưng hiện tại, hôm qua bọn họ suýt nữa đã tiêu diệt toàn bộ chúng ta. Diệp Huyên cười nói, thật sự có thể phân định được thắng bại mới là người trên cơ. Thiên Hàm cô nương lo lắng những chuyện này cũng chẳng để làm gì cả. Thiên Hàm nói, nhưng nếu kẻ mạnh trên cơ không kém bao nhiêu, thực lực cũng không thua kém thì sao? Diệp Huyên cười nói, Thiên Hàm cô nương, người muốn nói gì? Thiên Hàm lắc đầu, tinh vực thiên đạo này e rằng sẽ không còn thái bình. Diệp Huyên gật đầu, thật ra, không riêng gì tinh vực thiên đạo, mà cả vũ trụ ngũ duy cũng không thái bình. Nhiều cao thủ xuất hiện như vậy, nếu mà tranh đấu thì vũ trụ ngũ duy này chắc chắn sẽ bị xóa sổ mất. Lúc này, Thiên Hàm chợt nói, ta đã điều tra ngươi, nhưng cũng không điều tra được gì cả, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên nhìn Thiên Hàm, cười nói, ta là một người tốt. Thiên Hàm lắc đầu, ngươi không giống người tốt. Diệp Huyên, Thiên Hàm nói, dù sao ngươi không phải người của Thiên Ma tộc là được rồi. Đúng rồi, lát nữa đi đến chỗ này cùng ta. Diệp Huyên hỏi, nơi nào? Thiên Hàm nói, Điện Hộ Đạo. Điện Hộ Đạo. Nghe vậy, Diệp Huyên chợt nheo mắt. Đó chính là nơi tụ hội của người hộ đạo. Một lát sau, Diệp Huyên và Thiên Hàm rời đi, Thiên Hàm và Thiên Nhạn dẫn Diệp Huyên đến một chỗ truyền tống trận. Sau khi đi vào truyền tống trận ba người đã biến mất, khoảng nửa canh giờ sau, ba người Diệp Huyên đã xuất hiện ở trên một đỉnh núi. Diệp Huyên đưa mắt nhìn xung quanh, mây mù trôi giạt xung quanh, núi non trùng điệp. Thiên Hàm chỉ về phía xa, ngươi nhìn đi, nơi đó chính là Điện Hộ Đạo. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn sang, sâu trong tầng mây đó, một đại điện cổ xưa thấp thoáng ẩn hiện. Điện Hộ Đạo. Diệp Huyên nói, Thiên Hàm cô nương, chúng ta đến đây làm gì? Thiên Hàm nói, Thiên Tử bảo chúng ta đến. Diệp Huyên nhíu mày, Thiên Tử. Thiên Nhạn liếc nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Thiên Hàm nhìn Diệp Huyên, ngươi không biết. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, hôm đó uống nước, không cẩn thận đã uống quá nhanh, khiến nước chảy vào trong đầu, sau đó não bị tổn thương, rất nhiều chuyện ta đều không nhớ được. Thiên Nhạn khẽ nhếch khóe miệng, suýt nữa đã muốn đánh người rồi. Thiên Hàm cũng lập tức lắc đầu, cũng không biết tìm lý do nào hợp lý một chút nữa. Diệp Huyên. Thiên Hàm nói, Thiên Tử chính là thiếu đạo chủ của người hộ đạo, cũng là đứa con trời chọn. Đứa con trời chọn. Diệp Huyên khẽ nheo mắt, đứa con trời chọn này hắn cũng nghe qua nhiều lần, cũng từng nghe thấy tiểu đạo nói đến. Đứa con trời chọn, người trời cao lựa chọn, đây chính là thiên chi kiêu tử thật sự, cả đời được phúc khí to lớn. Diệp Huyên nói, hắn bảo chúng ta đến làm gì? Thiên Hàm lắc đầu, không biết, dù sao hào kiệt trẻ tuổi trong thiên đạo thành cũng đều đến. Có lẽ là chuyện của Thiên Ma tộc. Diệp Huyên gật đầu, vậy chúng ta đi thôi. Bây giờ hắn cũng muốn tìm hiểu một chút về người hộ đạo này. Thật ra, hắn cũng khá phiền não, hiện tại người hộ đạo phải đối mặt với kẻ địch mạnh, lại còn muốn gây chuyện với Diệp Huyên hắn, đúng là ăn no rửng mỡ mà. Dù sao, đối với Diệp Huyên hắn mà nói, ngươi khiến ta không thoải mái thì ta sẽ khiến ngươi không thoải mái. Rất nhanh sau đó, ba người đã đến trước điện thiên đạo, không thể không nói, điện thiên đạo này rất to lớn, dù chỉ là cửa lớn của đại điện cũng cao đến mười mấy trượng, đứng trước điện thiên đạo sẽ khiến người ta bất giác có cảm giác nhỏ bé. Mà phía trước điện thiên đạo đã có hơn 10 người đứng đó, những người này tuy đều rất trẻ nhưng hơi thở vô cùng mạnh. Rõ ràng không phải là người thường.
Ngay lúc ấy, một âm thanh bỗng vang lên, thì ra là Thiên Hàm muội muội. Diệp Huyên và Thiên Hàm quay đầu nhìn lại, cách đó không xa là một người đàn ông đang chậm rãi đi đến, người đàn ông mặc cẩm bào, tay cầm quạt giấy, tóc dài xõa vai, trông rất anh tuấn tiêu sái. Thiên Hàm nói, Đạo Minh, thiếu tộc trưởng của đạo tộc, Đạo Minh. Đạo Minh đi đến trước mặt Thiên Hàm, cười nói, Thiên Hàm muội muội, muội đến sớm vậy à? Thiên Hàm khẽ gật đầu, không nói lời nào. Lúc này, Đạo Minh chợt nhìn sang Diệp Huyên, đây là... Thiên Hàm nói, bạn bè. Bạn bè. Ánh mắt Đạo Minh chợt có chút kỳ lạ, hắn ta nhìn Diệp Huyên, vị huynh đài này xưng hô thế nào? Diệp Huyên cười nói, Huyền Diệp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 91.